Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3781, Trương Huyền chấn động. Nghe nói thần linh chi khí ở thần sơn cũng chia đẳng cấp. Phủ thành chủ, sau khi cơm nước no nê, mấy vị cường giả đại biểu dạ. Minh Thành ngồi chung một chỗ, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Hình như có chuyện như vậy, thần linh chi khí cấp bậc cao khó mà thuần phục, nhưng càng thêm tinh thuần, lực lượng mạnh mẽ, sau khi hấp thu có thể rèn luyện lực lượng tốt hơn, để cho người ta vừa đột phá, liền đánh xuống cơ sở tốt nhất. Thần linh chi khí cấp bậc cao, là cửu thiên cửu đế chuyên môn rèn luyện, tuy mạnh mẽ, lại ẩn chứa lực lượng của bọn hắn, thể chất hoặc pháp quyết tu luyện không phù hợp, sẽ không có khả năng thành công. Có thể thành công, không có chỗ nào mà không phải thiên tài đứng đầu nhất. Này cũng phải, linh khí thủy triều xuất hiện tiếp cận 40 năm, mỗi nửa năm thần sơn mở ra một lần, đến bây giờ trọn vẹn mở ra 79 lần, thiên tài chân chính có thể được cửu thiên cửu đế xem trọng, để Phong Vương Trung Vang Kiệt, không cao hơn 3 người. Dường như đều là đệ tử của Thiên Túng Đại Đế. Năm nay không biết có thể xuất hiện thiên tài tương tự hay không. Khẳng định không có hy vọng, thần giới có thể phong vương, cơ bản đều nắm giữ huyết mạch siêu cường. Nói cách khác, vừa ra đời liền quyết định thành tựu, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Huyết mạch quyết định tất cả, huyết mạch không đủ, thiên tư lại cao, thành tựu cũng có hạn. Mọi người một bên trò chuyện, một bên cảm xúc. Nghe những đối thoại này vào trong tai, Trương Huyền mang theo nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Ngô Phương Thanh. Huyết mạch thật trọng yếu như vậy. Đương nhiên, Ngô Phương Thanh cũng không che giấu nói. Giới thần vương, tu luyện giả có thể dựa vào thiên phú hoặc kỳ ngộ, nghĩ biện pháp đi đến, nhưng một khi vượt qua đạo khảm này liền khó khăn. Huyết mạch cường giả, xác suất thành công mạnh mẽ gấp trăm lần người bình thường. Theo ta được biết, tất cả cường giả thần vương của cửu thiên không vượt qua trăm người, không dựa vào huyết mạch, chỉ bằng vào tu luyện đột phá, cũng chỉ có Thiên Túng Đại Đế ba đệ tử của hắn mà thôi. Đệ tử của Thiên Túng Đại Đế, hình như là từ hạ giới mang tới, cụ thể ta cũng không rõ ràng, vị tân tấn đại đế này, bí mật quá nhiều, không phải chúng ta có thể tùy ý thảo luận. Ngô Phương Thanh lắc đầu. Đổi lại những người khác hỏi như vậy, khẳng định đã sớm quát tháo, đối phương có thể là hậu bối của đế quân, lúc này mới cố ý giải thích, cũng nhân cơ hội quan sát phản ứng của hắn. Chỉ bất quá vị trước mắt này vẻ mặt đờ đẫn, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không truy cứu vấn đề này nữa, Trương Huyền tiếp tục nói. Thần linh chi khí khác biệt là có ý gì? Vốn cho rằng thần linh chi khí giống như hắn lấy được, không nghĩ tới lại còn có chênh lệch. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, xem như một loại truyền ngôn của thần giới đi. Nói là thần linh chi khí cũng chia đẳng cấp, chỉ có người thiên. Tư cao chân chính, mới có thể thu được tồn tại đẳng cấp cao hơn, trở nên càng thêm cường đại. Ngô Phương Thanh cười ha ha. Đây đều là tin đồn, không nên tin thật, không cần để ở trong lòng. Đang nói chuyện, không gian trên quảng trường lay động, có bóng người bất ngờ xuất hiện. Lúc này mới bao lâu, làm sao có người đi ra? Đi ra tiểu viện, Trương Huyền nghi hoặc. Không phải nói một ngày sao? Lúc này mới bao lâu liền đi ra? Một ngày là thời gian thần sơn mở ra, trong khoảng thời gian này, không đạt tới thần linh, có thể ở bên trong tiếp tục tìm kiếm. Vượt qua thời gian vẫn không thành công, thì chỉ có thể bị truyền tống ra. Mà trước đó, thành công đột phá, đồng dạng sẽ bị truyền tống rời khỏi, nếu không người khác làm sao cạnh tranh. Ngô Phương Thanh giải thích. Trương Huyền giật mình. Ha ha, là con của ta, lúc này mới hơn một canh giờ đã đột phá đến thần linh. Trong đám người, một trung niên lớn tiếng nở nụ cười, tràn đầy hưng phấn. Ở thần sơn kỳ ngộ của mọi người tương đồng. Hơn một canh giờ tìm được thần linh chi khí, hơn nữa thuận lợi đột phá, tuyệt đối được cho thiên tư chắc tuyệt. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi lần thần sơn mở ra, đều sẽ có người chuyên môn ghi chép thứ tự và trình tự xuất hiện, giống như Trạng Nguyên, Thám Hoa Khoa Cử, điều khác ở trên bi văn, lưu truyền rộng rãi. Chúc mừng, dùng thiên phú của Lệnh Lang, xem ra Hồ gia các ngươi muốn quật khởi. Hồ Húc lão ca, vài sinh ý trong gia tộc ta, suy đi nghĩ lại. Vẫn là giao cho nhà các ngươi tốt nhất, dù chúng ta chưa hợp tác qua, nhưng nhân phẩm của Hồ lão ca ngươi, ta là sớm có nghe nói, giao cho ngươi, ta yên tâm. Con của ngươi và con gái của ta đều đến tuổi có thể thành hôn, Hồ. Huynh, chúng ta có nên mau chóng xử lý hôn sự hay không? Rất nhanh,
mọi người vây lại, từng cái tràn đầy hừng hực. Hơn một canh giờ nhận được thần linh chi khí, hơn nữa thuận lợi đột phá, thiên tư cao, ở Dạ Minh Thành cũng được cho đứng đầu nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ vô lượng. Loại người này, tự nhiên phải hảo hảo nịnh bợ. Này giống như hài tử thi đậu thanh hoa, tràn đầy tự hào và mặt mũi. Ứng đối xong mọi người nhiệt tình, ánh mắt vị trung niên này rơi vào trên người Trương Huyền, cười nhạo một tiếng. Vừa rồi con của hắn thua ở trên tay học sinh đối phương, hiện tại con mình đột phá thần linh nhanh như vậy, học sinh của đối phương thì sao? Dường như hiện tại một chút động tĩnh cũng không có. Còn tưởng thật là thiên tài, hiện tại xem ra, tuổi tác qua chính là tuổi tác qua, tiềm lực có hạn. Trương Huyền thiếu gia, xem ra con của ta vận khí càng tốt hơn, trước một bước thành công. Không biết học sinh ngươi lúc nào có thể đột phá thần linh. Kìm nén không được, đi vào trước mặt. Người không trang bức, khác cá ướp muối ở chỗ nào. Vừa rồi mất mặt, tự nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm về. Đối mặt với đối phương châm chọc, Trương Huyền nhíu mày. Dựa theo phương pháp tu luyện hắn truyền thụ, chỉ cần tìm được thần linh chi khí, nên đột phá rất nhanh, tuyệt đối không dùng đến một canh. Giờ, hiện tại nhiều đệ tử như vậy, không có đi ra một cái, chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì? Không đến mức, thực lực của đám người Triệu Nhã, hắn vẫn biết một ít, gia hỏa vừa đi ra kia, Tôn Cường cũng có thể tùy ý đánh 10 cái. Hắn cũng vô sự, đám người Triệu Nhã làm sao có khả năng xảy ra vấn đề. Hẳn bị sự tình gì chậm trễ? Trương Huyền nói, hiện tại giải thích duy nhất, chỉ có cái này. Bởi vì có không gian cách nhau, đan dược của hắn bị sử dụng cũng không cảm nhận được. Chậm trễ, ha ha, vậy ta liền chúc phúc học sinh của Trương Thiếu gia mau chóng giải quyết phiền toái. Thấy hắn ăn quả đắng, trung niên vui vẻ không nói ra được, đầu lâu dương cao hơn. Thực lực ngụy thần cảnh mạnh lại như thế nào? Không đột phá nổi thần linh, chẳng khác nào phế vật. Hô! Trung niên đắc ý, cửa lần nữa lay động, lại có người đi ra, hơn nữa liên tiếp chừng hơn 10 người. Trương Huyền nhìn lại, học sinh, hạ nhân và cha mẹ của mình, đồng dạng một cái không có đi ra. Trương thiếu gia, có vẻ như con của ta cũng đi ra. Những học sinh kia của ngươi, rõ ràng đi vào trước, hơn nữa đi địa phương thần linh chi khí nhiều nhất, không nên ra không được à. Chẳng lẽ đột phá thần linh phiền toái như vậy? Nếu như vậy, chẳng lẽ thiên phú không cao? Trước đó, phụ huynh của mấy hài tử bị đám người Triệu Nhã dạy dỗ, đều cười khanh khách đi vào trước mặt. Lúc đó thành chủ che chở, hậu bối của mình quả thực không hăng hái, không dám nói nhiều, hiện tại tất cả đều nở mày nở mặt, diễu võ dương oai. Nhìn con của ta, thành tích thật tốt. Học sinh của ngươi, lúc ngụy thần sức chiến đấu mạnh, lại coi là cái gì? Không thành thần được mà nói, thật sự quá mất mặt. Trương Thiếu, không cần để ý bọn họ, có thể tìm được thần linh chi khí hay không, cũng liên quan đến vận khí, có lẽ kế tiếp xuất hiện chính là bọn họ. Thấy mọi người như vậy, Ngô Phương Thanh cũng không tiện giải thích, vẻ mặt xấu hổ. Không sao. Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù không biết vì sao đám người Triệu Nhã không có đi ra, nhưng tin tưởng thực lực của các nàng, lại thêm bản thân chuyên môn lưu lại đan dược, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Thời gian qua 2 canh giờ, 1200 tu luyện giả đi vào thần sơn, đã đi ra vượt qua 300 người, nhưng đám người Triệu Nhã, Tôn Cường vẫn không có xuất hiện. Trước đó đám người châm chọc, lúc này đã biến thành khinh thường. Lâu như vậy cũng không có đột phá, thiên phú kém có thể tưởng tượng được, thành chủ còn coi hắn là khách quý, hiện tại xem ra chỉ là phế vật. Không đúng. Trương Huyền cau mày. Nếu như nói những học sinh này của mình không thể một canh giờ đi ra, hắn cảm thấy xuất hiện chút biến cố, có thể lý giải, nhưng hơn 3 canh. Giờ, một người cũng không có trở thành thần linh, rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Tu luyện công pháp thiên đạo tinh giản, phối hợp thêm thần linh chi khí, đột phá thần linh còn nhanh hơn công pháp thiên nhược hữu tình của hắn, coi như một canh giờ không hoàn thành được, cũng không dùng đến 2 canh giờ. Làm sao đến bây giờ còn không thấy tung tích? Thành chủ, không biết có phương pháp gì kiểm tra người đi vào thần sơn có xảy ra chuyện hay không? Mang theo lo lắng, Trương Huyền nhìn qua. Kiểm tra xảy ra chuyện. Ngô Phương Thanh dừng lại một chút. Ngược lại là có điều tiêu phí rất lớn, đo lường một lần, cần 100 thần tệ. Thần sơn vốn có nguy hiểm, dưới tình huống bình thường, là không cho phép kiểm tra, nhưng cũng có chút người quan tâm hậu bối, muốn dò xét. Nên có loại quy định này, có thể kiểm tra, nhưng đánh đổi rất cao.
một danh ngạch, chẳng qua là một thần tệ mà thôi, đo lường một chút lại 100, lật gấp 100 lần, chênh lệch lớn làm người ta khó tin. Ta muốn tra một chút. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Những học sinh này, từ danh sư đại lục cùng nhau đi tới, bản thân đã sớm coi thành người thân nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện nguy hiểm. Mời qua bên này. Ngô Phương Thanh gật đầu, lần nữa đi tới phủ thành chủ. Đi qua nhìn một chút. Khẳng định là không có đột phá, có cái gì phải tra. Người ta có tiền, nguyện ý kiểm tra, người quản được. Đi qua nhìn một chút cũng không sao cả, nếu như học sinh của hắn tìm được thần linh chi khí, lại không đột phá, liền vui rồi. Này cũng phải. Mấy trung niên trước đó chê cười, nghe được hai người đối thoại, tất cả đều mỉm cười, theo sát tới. Nếu đối phương muốn thẩm tra, vậy thì theo tới nhìn một chút, dù sao mất mặt chính là tên này. Đi vào phủ thành chủ, rất mau tới một đại điện rộng lớn. Ở đây có thể thẩm tra, đưa vào họ tên, dung mạo người muốn thẩm tra, cùng với 100 thần tệ là có thể biết kết quả. Ngô Phương Thanh chỉ bức tường trước mắt nói. Hết chương 3781. Chương 3782. Nhục mạ đế quân. Nghe xong phương pháp, vô cùng đơn giản, Trương Huyền cũng không chậm trễ, cổ tay khẽ đảo, một cái thẻ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ. Nhàng run lên, cắm vào khe thẻ trước mắt. Bù! Quang mang lấp lánh, trên vách tường hiện ra bạch quang, giống như một màn sáng. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, trầm tư một chút, tên và dung mạo của Triệu Nhã in lên. Cha mẹ, đệ tử, hạ nhân đều đi vào thần sơn, nhưng muốn nói ai có thể. Đột phá trước, hắn cho rằng khẳng định là vị đại đệ tử này. Cho nên muốn xem trước một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới để. Cho 3-4 canh giờ, cũng không hề có một chút tin tức nào. Hô! Màn sáng lắc lư, dường như có chữ viết hiện lên. Nhìn bị đánh mặt đi. Loại tình huống này ta gặp qua, Vương Tiêu 3 năm trước còn nhớ. Không, không tin sự thật hậu bối không hăng hái, đến đây dò xét, kết quả lại dò xét ra con trai ngủ ở trên thần sơn. Trở thành trò cười. Đúng vậy, lúc ấy mất mặt quá mức, đường đường vương gia, gia tộc xếp hạng 10 vị trí đầu của Dạ Minh Thành, trong vòng một đêm sụp đổ, hiện tại ngay cả gia tộc Tam Lưu cũng không tính. Cái tên này, đoán chừng cũng giống vậy, đừng nhìn vừa rồi thái độ của thành chủ rất tốt, tra ra kết quả, khẳng định sẽ bị coi thường, không ngẩng đầu được lên. Mấy trung niên theo ở phía sau, từng cái hạ giọng cười rạng rỡ. Thời điểm bọn hắn vui vẻ, ý định nhìn Trương Huyền chê cười, đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt, trên vách tường tỏa ra một cỗ uy nghiêm cường đại tới cực điểm. Ầm ầm, khí tức vọt tới, tựa như thiên địa sụp đổ, không chỉ bức tường, cả phòng đều không ngừng lay động. Đây là khí tức đế quân. Không biết người nào hô lên, đồng tử co rút lại, không thể khống chế. Được. Mọi người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Ta chính là canh kim thiên phù mãnh đế quân, Triệu Nhã thích hợp tu luyện công pháp canh kim thiên ta mang đi. Một âm thanh không mang theo bất cứ cảm tình nào chậm chạp vang lên. Thanh âm không lớn, lại giống như cự chùy gõ ở trên linh hồn, nghe nói như vậy, từng cái không ngừng run rẩy, đừng nói thân thể, suy nghĩ. Muốn không phản kháng được. Đế quân mang học sinh hắn đi. Mọi người không ngừng run rẩy. Ra đầu nổ tung, lần nữa nhìn về phía thanh niên kia, cảm thấy sắp điên rồi. Còn tưởng đệ tử đối phương giống như con trai của Vương Tiêu, ngủ. Thiếp ở trên thần sơn, hoặc là bị thương, không nhận được thần linh chi khí. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại bị đế quân nhìn chúng, tự. Mình nghênh đón. Quan trọng còn để lại lời nói, dùng để giải thích. Đế quân giải thích, loại vinh dự này, còn có gì lớn hơn? Vốn định chê cười đối phương một phen, nằm mơ cũng không ngờ tới kết cục này. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, cho rằng đối phương sẽ hưng phấn không kiềm chế được, lại thấy hắn cau mày thật chặt, trên mặt âm trầm sắp nhỏ ra nước. Đế quân mang đi đệ tử mình bồi dưỡng, tương đương với thiên đại vinh dự, không nên cao hứng nhảy dựng lên sao? Làm sao bộ dáng này? Trương thiếu gia, còn không mau tạ ơn. Ngô Phương Thanh sốt ruột, vội vàng hô một tiếng. Đắc tội những người khác không sao, đắc tội đế quân. Người mạnh hơn cũng cứu không được. Lời còn chưa dứt, liền nghe thanh niên trước mắt tức giận mắng. Ngoá, đế quân liền có thể phách lối như vậy, không thông qua ta, lại dám mang người đi. Mặt đâu? Trương Huyền sắp tức nổ tung. Đế quân có thể muốn làm gì thì làm.
Đây là học sinh của ta, báo tin cũng không thông báo một tiếng, liền mang đi bồi dưỡng, quá vô sỉ rồi. Chủ nhân, Trương Giáp mắt tối sầm lại, suýt chút nữa khóc lên. Trước khi đến ngươi không phải nói với ta phải khiêm tốn sao? Học sinh bị đế quân mang đi, mất hứng, còn nhục mạ. Đây là thái độ khiêm tốn. Chỉ trích đế quân, mặc dù thân phận của đối phương có khả năng không quan tâm, nhưng cũng quá trắng trợn đi. Khiếp sợ sắp ngất đi, lần nữa nhìn lên, chỉ thấy thiếu gia khắc họ tên và chân dung của Trịnh Dương lên vách tường. Tên mới vừa hiện, lại một đạo lực lượng áp bức linh hồn tràn tới. Ta chính là Liệt Dương Thiên trước Dương Đại Đế, Trịnh Dương thích hợp tu luyện công pháp Liệt Dương Thiên ta mang đi. Ta sao sao sao, đám gia súc không biết xấu hổ này. Trương Huyền sắp điên rồi. Trong tiếng gầm gừ, lần nữa khắc tên Lộ Sung. Ta chính là U Hồn Thiên Càn Khôn Ma Quân, Lộ Sung thích hợp tu luyện công pháp U Hồn Thiên, ta mang đi. Thân thể Trương Huyền cứng nhắc, tiếp tục. Ta chính là Linh Lung Tiên Tử, Vương Dĩnh và Ngụy Như Yên rất hợp ý ta mang đi. Ta là Vân Ly Thiên Vân Ly Đại Đế, Khổng Thi Giao và Lưu Dương, ta rất thích. Liên tục tra xét mấy cái, từng đế quân liên tiếp lên sàn, lưu lại lời nói, Ngô Phương Thanh cùng mấy vị trung niên đã đần độn tại nguyên chỗ, muốn tự tử cũng có. Đặc biệt là mấy người sau, vốn muốn tới đây xem náo nhiệt, nhìn đánh mặt, nằm mộng cũng nghĩ không ra, xuất hiện kết quả này. Đế quân từng cái xuất hiện, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Loại cường giả này, không phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Vì sao tất cả đều đi ra, thu người? Có cần khoa trương như vậy hay không? Không ngừng nuốt nước bọt, mấy vị trung niên nhìn nhau, từng người từ. Trong mắt đối phương nhìn ra kinh hoàng. Trước đó chê cười đệ tử đối phương không bằng vãn bối của mình. Hiện tại mới hiểu được, so sánh với học sinh của đối phương. Mấy đồ, chơi bại hoại kia tính là cái gì chứ? Vãn bối của bọn hắn, ngay cả thiên thần cũng chướng mắt, không nguyện ý ra tay bồi dưỡng, mà đối phương. Đế quân tự thân ra mặt, một cái tiếp theo một cái, giống như ăn cướp. Hoàn toàn không thể so sánh. Buồn cười bọn họ còn không tự lượng sức, cùng người ta nói lời nhảm nhí. Sợ đối phương thu về tính sổ, tìm bọn họ gây sự, vội vàng ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt, chỉ thấy hắn tràn đầy kích động, lần nữa chỉ. Vào bức tường chửi loạn. Các ngươi đám gia hỏa không biết xấu hổ này, bọn họ đều là học trò của ta. Mọi người run rẩy lợi hại hơn, không dám nói chen vào. Nhục mạ đế quân. Tên này điên rồi. Thiếu gia, khiêm tốn. Nước mắt Trương Giáp chảy ròng ròng. Còn tưởng chủ nhân tâm tính kiên định, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy. Ngô Phương Thanh trời đất quay cuồng, hồn phách đi đâu mất. Mắng một hồi, Trương Huyền khôi phục lại. Thực ra đế quân mang đám người Triệu Nhã đi, chưa hẳn là chuyện xấu. Đi theo phía sau hắn, muốn cấp tốc tăng thực lực lên, rất khó làm được, nhưng đế quân tự mình ra tay, tài nguyên vô tận, sẽ càng thêm mau lẹ. Tôn Cường và cha mẹ đâu? 10 đại đệ tử toàn bộ cha xong, đều bị đế quân chia cắt, Trương Huyền lần nữa nhìn về bức tường trước mắt. Rất nhiều đệ tử, đều là hắn tự tay bồi dưỡng, sử dụng thiên đạo chi khí tẩy cân phạt tủy, bị đế quân coi trọng cũng bình thường. Còn Tôn Cường và cha mẹ, cơ sở bọn họ không quá tốt, tuổi tác lại lớn, hẳn là sẽ không được coi trọng. Tay khắc ra họ tên và hình ảnh của Tôn Cường. Ta chính là đặc sứ kiếm thần thiên, đang truyền thụ kiếm thuật cho Tôn Cường, Trương Chấn Hưng, Vương Mộng Á, truyền thụ xong xuôi, sẽ để bọn hắn quay về. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Kiếm thần thiên từ trước tới nay ẩn cư cũng phái người tới. Mọi người lần nữa nói không ra lời. Kiếm thần thiên giống như tự tại thiên, từ trước tới nay chân không bước ra khỏi nhà, vô cùng thần bí, làm sao lần này cũng làm việc xấu, còn truyền thụ kiếm pháp cho 3 ngụy thần. Mang đến 13 người, 10 cái bị đế quân mang đi, 3 cái bị đặc sứ kiếm thần thiên truyền thụ kiếm thuật. Cái này muốn nghịch thiên a? Được rồi. Thấy cha mẹ và Tôn Cường không có bị mang đi, Trương Huyền thở. Phào nhẹ nhõm. Chí ít để lại cho hắn mấy người. Bất quá truyền thụ kiếm thuật khẳng định cần thời gian, vẫn phải chờ a. Không nghĩ tới đi thần sơn, sẽ là loại kết quả này, Trương Huyền bất đắc dĩ xoay người lại, lúc này mới phát hiện, mọi người đều quỳ trên mặt đất, ánh mắt lộ ra tôn sùng nồng đậm. 10 học sinh, hạ nhân của tên này, đều liên quan tới đế quân. Về sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, những người này ngu nữa cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Ta không thích rêu rao, làm người khiêm tốn.
Chuyện ngày hôm nay, không hy vọng truyền đi, mong các vị có thể giữ mồm giữ miệng. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Hắn chỉ muốn tu luyện, mau chóng tìm kiếm Lạc Nhược Hy. Ngộ nhỡ chuyện này bộc lộ ra, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó có cường giả đến tìm phiền phức, chỉ sợ cũng không đủ. Sức tự vệ. Suy đi nghĩ lại, vẫn là để mọi người đừng nói ra. Khiêm tốn. Khóe miệng mọi người co giật. Vừa rồi ngươi nhục mạ đế quân, cũng không có nhìn thấy a. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không dám nói ra, lại nói dính dáng đế quân, cũng không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu. Vâng. Ra ngoài đi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi phòng. Ngô thành chủ, người nơi này có kiếm pháp, công pháp hay không, ta có thể mượn quan sát một chút không? Biết cha mẹ, Tôn Cường trong thời gian ngắn không có khả năng từ Thần Sơn trở về, Trương Huyền cũng không còn sự tình gì, nhớ tới một việc nên hỏi. Dù hiện tại đột phá, không cần công pháp thiên đạo, nhưng thư tịch vẫn phải nhìn. Hiểu công pháp thiên đạo, mới có thể sáng chế pháp quyết càng cao minh hơn, để cho thực lực mình càng ngày càng mạnh. Trương Thiếu muốn thư tịch mà nói, nhà chúng ta có không ít. Trong nhà của chúng ta cũng có rất nhiều, hiện tại liền phái người đưa tới. Mặt khác không dám nói, nhưng loại hình công pháp bí tịch, cái gì cần có đều có. Ngô Phương Thanh còn chưa mở miệng, mấy vị trung niên kia liền vội vàng lấy lòng nói. Hiện tại bọn hắn rất sợ vị trước mắt này không cần gì, có, sông pha khói lửa cũng làm tất cả. Vậy làm phiền. Thấy những người này nhiệt tình như vậy, Trương Huyền cũng không từ chối. Đi vào tàng thư khố của phủ thành chủ, sau hai canh giờ, thư tịch bên trong đều bị ghi chép, sau đó tàng thư của mấy trung niên cũng chuyển tới nơi này. Trương Huyền không ngừng quan sát. Sau ba canh giờ, tất cả thư tịch toàn bộ quét một lần. Tuy thư tịch, công pháp của Dạ Minh Thành phần lớn đều ở thần linh thượng phẩm đỉnh phong, thiên thần cảnh rất ít, nhưng nhìn nhiều sách như vậy, lý giải thần giới càng nhiều, lĩnh ngộ công pháp cũng sâu hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh giới tiếp theo là tình thầy trò. Cẩn thận nghiên cứu tầng tầng bí ẩn của công pháp thiên đạo, nhớ tới học sinh bị các đế quân mang đi, Trương Huyền có phương hướng tu luyện rồi. Tuy còn không có phương pháp cụ thể, nhưng có mạch suy nghĩ, từ từ. Cân nhắc, sớm muộn cũng sẽ hình thành lý luận hoàn mỹ. Một khi cân nhắc hoàn thành, thiên thần cảnh, có lẽ sẽ nhẹ nhõm đột phá. Hết chương 3782. Chương 3783. Nguyên lực. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Ở dưới danh sư đại lục Hun Đúc, tình nghĩa thầy trò vô cùng củng cố, đặc biệt là đám người Triệu Nhã cùng hắn trải qua vô số mưa gió. Trên tình cảm không có tư tâm, không phải người thân, nhưng vượt qua người thân. Loại cảm giác này ẩn chứa thương tiếc, yêu thương, không nỡ, trông đợi, vui mừng. Những cảm tình này, thủy chung tràn ngập ở trong bộ. Ngực hắn, giống như rượu mạnh từ từ lên men. Biết cảm ngộ thành công pháp, cũng không phải một sớm một chiều, Trương Huyền cũng không vội vã, không ngừng học tập những tri thức khác, hiểu rõ thần giới cũng càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, không xa có âm thanh vang lên. Thiếu gia, quay đầu nhìn lại, Tôn Cường và Hưng Mộng Kiếm Thánh xuất hiện ở phía trước. Bọn họ không chỉ đột phá cảnh giới, vậy mà cũng giống như mình, đồng dạng đạt đến thần linh thượng phẩm, hơn nữa cấp bậc càng cao, đạt đến đỉnh phong. Quan trọng hơn là, trên người kiếm khí gào thét, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Loại kiếm pháp này, Trương Huyền nhíu mày. Bàn về kiếm pháp, hắn sáng chế thiên thiên kết. Lý giải kiếm đạo đã đạt vượt qua trình độ thiên đạo, liếc mắt liền nhìn ra ba người tu luyện kiếm ý, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lấy Hưng Mộng Kiếm Thánh làm thí dụ, trước kia kiếm pháp mang theo hiệu quả thời gian, chú ý nhanh chậm kết hợp, mang theo âm dương giao hòa, mà bây giờ như phong tựa bế, tràn đầy mùi vị bảo vệ. Bảo vệ, không phải phòng ngự. Phòng ngự giống như mai rùa, kín không kẽ hở, mà bảo vệ, mang theo phản kích, gặp được nguy hiểm, trước thời hạn chém giết ở dưới kiếm. Toàn tâm bảo vệ, đến chết cũng không đổi. Đây là kiếm pháp của kiếm thần thiên. Trương Huyền mang theo nghi ngờ nhìn qua. Là một vị cao thủ của kiếm thần thiên truyền thụ. Khi còn bé, người nhận hết tai nạn, không được cha mẹ quan tâm và yêu thương. Hiện tại dù chúng ta chết, cũng phải bảo vệ, không cho người nhận bất cứ thương tổn gì. Trong mắt Mộng Kiếm Thánh mang theo yêu thương. Hai tử vừa ra đời liền bị rút huyết mạch, cưỡng ép chia lìa, là đau đớn cả. Đời của nàng. Kiếm ý của kiếm thần thiên vừa vặn phù hợp tâm cảnh, lúc này mới đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi không tới một ngày,
không chỉ kiếm thuật bạo tăng, tu vi cũng có đột phá cực lớn. Trương Huyền nhìn về phía cha, tuy hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại giống như mẹ, nội tâm kiên định không dao động. Nhìn về phía Tôn Cường, chỉ thấy hắn cười ha ha, xấu hổ gãi đầu. Thiếu gia là chỗ dựa của ta, ta tự nhiên cũng phải bảo vệ an toàn cho ngươi, nếu không còn làm sao trang bức. Làm sao khoe khoang ở trước mặt người khác. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tuy kiếm pháp của ba người cùng hắn đã có chênh lệch, nhưng thực lực xác thực đang tăng lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lực lượng tựa như lúc nào cũng có thể đột phá, xung kích cảnh giới cao hơn. Bên cạnh mình, một thú sủng thiên thần, bốn thần linh thượng phẩm, lại thêm tiểu hoàng kê thực lực không biết, cũng coi như có lực lượng dừng chân ở thần giới. Ngô thành chủ, không biết ngươi có nghe nói qua linh thần hay không? Trần chờ một chút, Trương Huyền hỏi. Vừa rồi nhìn qua thư tịch, cũng không có ghi chép về linh thần, không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Nhược Hy khẳng định ở thần giới, trước đó thực lực yếu, sợ xuất hiện phiền phức, không dám hỏi nhiều, hiện tại tiếp tục ở Dạ Minh Thành, ý nghĩa không lớn, cũng nên tìm hiểu tin tức, nghĩ biện pháp tìm liếm. Có thể xuyên qua bích chướng thần giới, bạn gái của mình ít nhất cũng phải đến thần vương cảnh, thậm chí vô cùng có khả năng là thần vương phong hào. Thật có loại thực lực này, ở thần giới hẳn rất dễ dàng tìm hiểu mới phải. Mạc Vân lão sư không biết, nhưng vị thành chủ này, khẳng định biết tin tức nhất định. Linh thần. Ngô Phương Thanh sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Chưa từng nghe qua, thần giới rộng lớn vô biên, cường giả không biết bao nhiêu, tên tuổi không ít người là chưa từng nghe qua, không biết người ngươi nói có chiêu số am hiểu gì, hoặc loại hình võ kỹ gì, như vậy mới có phương hướng điều tra. Rất nhiều người thần giới có ngoại hiệu, giống như U Hồn Thiên Đế. Quân. Có người xưng Càn Khôn Đế Quân, cũng có người xưng Càn Khôn Ma Quân, Càn Khôn Đại Đế. Cái tên linh thần này, tuy chưa từng nghe qua, nhưng nếu biết đồ vật hắn am hiểu, hẳn có thể suy đoán ra một ít. Am hiểu, tế tự, có thể thông qua tế tự, tiến hành không gian di động. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Hắn và Lạc Nhược Hy gặp mặt ở danh sư đại lục, khi đó thi triển công pháp và chiêu số, đều ở trong phạm vi danh sư đại lục có thể trưởng khống. Không tính là am hiểu nhất, nói cùng không nói cũng chả sao. Bất quá đối với linh thần mà nói, thông qua tế tự, tiến hành truyền tống vị diệt, tuyệt đối xem như năng lực cực mạnh. Vừa rồi nhìn không ít sách vở, biết xem như thần vương phong hào, cũng chưa chắc có thể làm được. Không gian di động. Ngô Phương Thanh nói. Có thể tiến hành không gian di động, đó chính là thuấn di, thần giới chỉ có đế quân mới có thể làm được, thần vương phong hào cũng không được. Đây không phải là ta có tư cách thảo luận, còn tế tự, tám thiên khác ta không biết, nhưng U Hồn Thiên chúng ta là cực kỳ am. Hiểu, thiên thần, thần vương ở Hoàng Thành, thậm chí có thể thông qua tế tự hội tụ hồn phách người chết. U Hồn Thiên am hiểu tế tự. Trương Huyền sửng sốt. Đúng vậy, mỗi một thành thị của U Hồn Thiên đều có một U Hồn trì, Dạ Minh Thành cũng có thể hấp thu sinh mệnh ở nội thành tỏa ra nguyện lực, lần nữa hội tụ anh linh trước kia chết đi. Dù vô cùng chậm chạp. Lại có thể làm được. Ngô Phương Thanh nói. Hấp thu nguyện lực, hội tụ anh linh, cái này, làm sao hội tụ? Nguyện lực lại là cái gì? Trương Huyền không hiểu. Dính dáng đến bí mật của U Hồn Thiên, trước đó nhìn qua thư tịch, nhưng không có ghi chép. Nguyện lực thực ra chính là tưởng niệm và nguyện vọng. Biết vị trước mắt này thân phận không đơn giản, Ngô Phương Thanh không có giấu giếm chút nào. Giống như một người cha qua đời, làm nhi tử. Khẳng định hy vọng hắn có thể lưu lại, cái này sẽ sinh ra một loại nguyện lực, loại lực lượng này có thể để cho hồn phách ngưng tụ thành hình ở trong u hồn trì, thậm chí khôi phục linh trí lần nữa. Có điều, loại hội tụ linh hồn này là một quá trình rất dài, động một chút là mấy trăm, mấy ngàn thậm chí trên vạn năm, người bình thường tuổi thọ không có lâu như vậy, một khi chết, nó sẽ ngừng. Khi sinh mệnh này không có người nào tưởng niệm, nó sẽ triệt để gián đoạn. Cho nên người bình thường tử vong, mặc dù có u hồn trì, cũng không có khả năng phục sinh. Nhưng người thân của cường giả thần vương lại không giống. Tuổi thọ của bọn họ cực dài, nguyện lực sẽ không gián đoạn, cho nên nhiều khi có thể phục sinh lần nữa. Mặt khác, thiên thần hoặc thần vương nắm giữ công lao, U Hồn Thiên sẽ hỗ trợ lập xuống từ đường, hậu thế tế bái dù nguyện lực rất ít, nhưng thời gian lâu dài cũng có thể đưa đến tác dụng, cuối cùng để hắn hội tụ thành hình. Thì ra là thế. Trương Huyền giật mình. Không nghĩ tới U Hồn Thiên còn có năng lực này, người đã chết, cũng có thể dùng nguyện lực khôi phục hồn phách. Có thể xưng nghịch thiên. Người ý tứ là, người chết có thể được người ghi nhớ,
hắn vô cùng có khả năng vĩnh sinh ở trong U Hồn Trì. Mộng Kiếm Thánh nhịn không được nói. Có thể nói như vậy. Ngô Phương Thanh gật đầu. Chỉ cần có người ghi nhớ, liền có nguyện lực tồn tại, anh linh trong U. Hồn Trì sẽ không diệt vong, mặc dù không cách nào thành hình, thậm chí ý thức tự chủ, cũng không nhất định khôi phục bao nhiêu, lại đại biểu một mực sống sót. Điều kiện tiên quyết là cần tế tự, để đồ vật người chết vào U Hồn Trì, mới có thể chậm chạp hội tụ linh hồn, nếu không không thể nào làm được. Ngô Phương Thanh giải thích. Trừ U Hồn Thiên, còn có người nào am hiểu tế tự không? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Ta không biết, thật muốn tìm hiểu mà nói, khả năng cần phải đi U Hồn Hoàng Thành, chỗ đó tam giáo cửu lưu cái gì đều có, hỏi thăm tin tức mà nói, tìm chợ đen nơi đó là được. Đúng, Tề Linh Nhi cùng ngươi có sinh ý lui tới, chính là người Hoàng Thành, tìm nàng có thể dễ dàng nghe ngóng được chuyện ngươi muốn biết. Ngô Phương Thanh nói. Đa tạ. Trương Huyền gật đầu. Cha mẹ, Tôn Cường thành công đột phá đến thần linh, rất nhiều học sinh được cửu đế mang đi. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, Trương Huyền lần nữa trở lại chỗ ở, để Tôn Cường đưa tin cho Tề Linh Nhi, không đến một phút, nàng đã đến tiểu viện. Trương Thiếu, thái độ của Tề Linh Nhi rất cung kính. Nắm giữ huyết mạch đế quân, dù còn không biết thuộc về thế lực phương nào, nhưng tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi có nghe qua cái tên Linh Thần, hoặc Lạc Nhược Hy không? Không có gì phải giấu giếm. Trương Huyền trực tiếp hỏi. Suy tư một chút, Tề Linh Nhi lắc đầu. Không có. Vậy ngươi có nguồn tin tức, giúp ta tìm hiểu không? Trương Huyền hỏi. Cái này chỉ sợ phải về Hoàng Thành mới có thể, Dạ Minh Thành quá mức vắng vẻ, coi như muốn dò xét, cũng không thể nào tra được. Tề Linh Nhi nói. Tốt, vậy phải làm phiền Tề Tiểu Thư, cùng chúng ta đi Hoàng Thành một chuyến, không biết Tề Tiểu Thư có thời gian không? Trương Huyền gật đầu. Ngô Phương Thanh cường đại nhất Dạ Minh Thành cũng chỉ là thiên thần hạ phẩm, sức chiến đấu tương đương hắn, muốn càng tiến một bước, biết càng nhiều tin tức, khẳng định phải đi thành thị càng thêm rộng lớn, U Hồn Hoàng Thành chính là khoảng cách gần nhất, lựa chọn thích hợp nhất. Nơi này mình không quen, nhưng có Tề Linh Nhi mà nói, khẳng định sẽ đơn giản hơn không ít. Trương Thiếu mở miệng, tự nhiên vui lòng. Ánh mắt Tề Linh Nhi sáng lên, vội vàng gật đầu. Nàng đang nghĩ làm sao giữ gìn mối quan hệ với vị trước mắt này, có thể mang hắn đi Hoàng Thành, quan hệ khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Chẳng qua. Sau khi đáp ứng, Tề Linh Nhi lộ ra vẻ chần chờ. Chẳng qua cái gì, có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ không cự tuyệt. Trương Huyền nói. Để đối phương phiền phức, khẳng định cần trả giá, có thể làm được, làm cho nàng cũng không tính là gì. Thực ra cũng không phải đại sự gì. Có câu nói này của Trương Thiếu là được, chuyện này đến Hoàng Thành lại nói. Đến lúc đó, Trương Thiếu không đáp ứng cũng không sao. Tề Linh Nhi dừng lại một chút mới nói. Được. Trương Huyền gật đầu. Đối phương không nguyện ý, không cần buộc nàng nói. Hoàng Thành cách nơi này bao xa? Làm sao đi tới? Tôn Cường hỏi. U Hồn Hoàng Thành cách nơi này không dưới ngàn vạn dặm, dựa vào thần thú phi hành mà nói, mệt chết cũng rất khó đến. Muốn tới nhanh. Tự nhiên phải dùng truyền tống trận, vừa vặn, Dạ Minh Thành cũng có. Tề Linh Nhi mỉm cười. Truyền tống trận. Trương Huyền cau mày. Dạ Minh Thành có, làm sao không nghe người ta nói qua, cũng chưa từng thấy. Hết chương 3783. Chương 3784. Dạ Huy Thành. Tề Linh Nhi gật đầu nói. Đúng, có thể tiến hành không gian truyền tống, giống như đế quân Thuấn Di, trong nháy mắt có thể nhảy vọt khoảng cách ngàn vạn dặm. Không bị không gian gò bó. Bất quá thứ này chỉ thành chủ cùng quyền quý mới có tư cách ngồi, người bình thường không cách nào sử dụng. Thành chủ mới có thể sử dụng. Trương Huyền nghi hoặc, nếu thật như vậy, thì tính hạn chế lớn hơn quá nhiều, khó trách không ít người đều không biết. Vâng, thực ra cũng không phải đặc quyền, mà là vì bảo vệ người được truyền tống. Thần giới chính là đứng đầu chư thiên vạn giới, không gian rất củng cố, thần vương phong hào muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như vậy, một khi sử dụng truyền tống trận, tất nhiên sẽ dẫn tới không gian bão táp cực lớn, thực lực không đủ, rất dễ. Giang bị khuấy thành cho tàn. Thấy hắn không hiểu, Tề Linh Nhi giải thích nói. Trở thành thành chủ, nắm giữ thành chủ lệnh, tương đương với ẩn chứa nguyện lực của một thành, coi như bão táp nguy hiểm, cũng không cách nào tổn thương. Nguyện lực, Tề Linh Nhi nói.
Người trong thành tuân thủ quy định của thành chủ, chẳng khác nào vô điều kiện tin tưởng và nghe theo thành chủ. Một khi hắn xảy ra chuyện, cả thành sẽ rơi vào hỗn loạn, dân chúng lầm than, đây đều là nguyện lực. Gia nhập vào trong thành chủ lệnh, tự nhiên để nó có tác dụng phòng ngự cực mạnh. Vì sao vị thiên túng đại đế kia muốn nhận được cửu đế khác công nhận? Cũng là bởi vì cái này. Cửu đế công nhận, chứng minh tất cả sinh mệnh trong phạm vi cửu đế quản hạt đều công nhận, như vậy liền có thể ngưng tụ nhiều nguyện lực hơn nữa. Trương Huyền gật đầu. Xem ra ở thần giới, nguyện lực vô cùng quan trọng. Thiên túng đại đế, hắn thấy hẳn là Khổng Sư, dựa theo bản thân hiểu rõ, học thức thiên hạ, không màng danh lợi. Nhưng bây giờ lại vì tranh đoạt tên tuổi đại đế, liên tiếp khiêu chiến cửu đế, trước đó một mực nghi hoặc, có chút không hiểu, hiện tại xem ra nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng ở đây. Nhận được thừa nhận, cũng chính là chính thống, mới có thể có đến tin tưởng và nghe theo, nhận được nguyện lực. Nói như vậy, ta muốn đi tới Hoàng Thành, hoặc ở thần giới đi các địa phương không chướng ngại chút nào, nhất định phải đạt được thân phận thành chủ. Trương Huyền hỏi. Đúng vậy. Tề Linh Nhi mỉm cười. Cái này đơn giản, ta và Tiểu Giáp đi giết Ngô Phương Thanh. Ngươi chính là thành chủ. Tôn Cường nói. Trên đường trở về, hắn và Trương Giáp thân quen, biết thực lực của người này. Dù Ngô Phương Thanh nắm giữ thiên thần khí hạ phẩm, nhưng muốn vượt qua bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Trương Huyền lắc đầu. Đối phương không làm gì sai, vì chức thành chủ mà giết người, không phải hắn nên đi làm. Thực ra không cần giết người, thần giới thoạt nhìn củng cố, trên thực tế khắp nơi đều có tranh đấu, không ít thành chỉ không có thành chủ. Tề Linh Nhi nói. Không nói cái khác, trên thực tế ta cũng là một vị thành chủ, dù địa phương quản lý kém xa Dạ Minh Thành, nhưng thành chủ lệnh dùng để truyền tống lại đủ. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không cần cướp đoạt tự nhiên tốt nhất. Xem ra tuy thần giới có quy củ, cũng không ít người lợi dụng sơ hở. Chỉ cần có thể sử dụng truyền tống trận, tiết kiệm thời gian, làm thành chủ một chút cũng không sao. Một đường đi tới, làm gia chủ, làm đường chủ, làm tông chủ, thêm một cái thân phận thành chủ cũng không tính là gì. Trương Huyền nhìn không được hỏi. Chung quanh đây có thành không có thành chủ không? Có thể đi qua cạnh tranh không? Dạ Huy Thành cách nơi này một ngày lộ trình, hiện nay còn không có thành chủ, vì thế tranh đoạt nửa năm, thủy chung không có người có thể. Phục chúng, cũng không có người thành công. Tề Linh Nhi cười nói. Có điều thành kia còn lớn hơn Dạ Minh Thành, tuy là một thành, nhưng quản lý ba quận, tu vi cao nhất đã đạt đến thiên thần cảnh trung phẩm, cho dù loại cường giả này, cũng không thể thành công, độ khó không nhỏ. Ba quận, những quận chủ này có lệnh bài hay không, có thể tiến hành truyền tống không? Trương Huyền hỏi. Ta là căn cứ tình huống hiện tại của Trương Thiếu mới nói, cái thành này tự nhiên có. Tề Linh Nhi gật đầu. Nàng biết vị trước mắt này cướp đoạt thành chủ mục đích là vì truyền tống trận, mà sử dụng vật này, mang theo ba người trước mắt khả năng thông qua tương đối lớn, cho nên mới nói Dạ Huy Thành. Nếu không, tùy ý tiến cử một tiểu thành là được. Không cần thiết nói tồn tại còn cường đại hơn Dạ Minh Thành. Vậy là tốt rồi, nếu như không có chuyện gì khác, hiện tại liền lên đường đi. Trương Huyền nói. Làm phiền Trương Thiếu chờ đợi một lát, ta đi về chuẩn bị, sau hai canh giờ xuất phát. Tề Linh Nhi gật đầu. Trương Huyền không nói thêm lời, yên tĩnh đợi chờ. Tề Linh Nhi làm việc rất nhanh, nói hai canh giờ, sau một canh giờ rưỡi đã trở lại tiểu viện, hơn nữa mang đến mấy con thần thú phi hành to lớn. Mọi người bước lên lưng thú, bay về phía Dạ Huy Thành. Đi! Nghe được Trương Huyền đã rời khỏi, Ngô Phương Thanh hơi thất lạc, còn nghĩ loại nhân vật này xuất hiện ở Dạ Minh Thành, có cơ hội hảo hảo. Nịnh bợ một chút, bản thân cũng có cơ hội đột phá tu vi càng cao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền rời đi. Ngô Thành Chủ, đây là Trương Thiếu để ta đưa tới, nói là báo lại lễ vật cùng trợ giúp của ngươi. Ưng Phí đi vào trước mặt. Ngô Phương Thanh nghi ngờ nhận lấy ngọc phù trong tay đối phương, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thần lực tuôn ra, một lát sau, con mắt đột nhiên trợn tròn. Cái này, trong ngọc phù ghi lại, đều là sai lầm và sơ hở trên việc tu luyện của hắn, thậm chí phương pháp sửa lại, chỉ cần dựa theo cái này tu luyện, nhất định có thể giải quyết tất cả tai họa ngầm, xung kích thiên thần trung phẩm cũng chưa biết chừng. Hắn làm sao biết được? Ngô Phương Thanh tràn đầy khó tin. Tính toán đâu ra đấy cùng đối phương quen biết cũng chỉ một ngày, không nói công pháp thiếu hụt và sơ hở gì, rất nhiều ngay cả hắn cũng không rõ ràng, đối phương làm sao liếc mắt nhìn ra, hơn nữa tìm ra mấu chốt. Huyết mạch đế quân, quả nhiên,
không đơn giản. Qua không biết bao lâu, lúc này mới cảm xúc một tiếng. Thực sự không nghĩ ra, cũng chỉ có thể quy kết ở huyết mạch đế quân, nếu không thật không biết giải thích như thế nào. Trương Huyền xoay người rời đi, không có lưu lại dấu vết mảy may, cũng không có dẫn tới gợn sóng quá lớn gì. Dù sao sau khi đi vào Dạ Minh Thành, một mực rất biết điều, người biết hắn cũng không nhiều. Một đường phi hành, sau một ngày, quả nhiên thấy một thành phố khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Lớn hơn Dạ Minh Thành 3-4 lần, vô số kiến trúc cao vút đứng sừng sững, nhân số càng nhiều, nhiều vô kể. Theo thần thú phi hành rơi trên mặt đất, mọi người đi vào thành trấn, Trương Huyền nhìn dòng người chen chúc trước mắt, như cá giết sang sông, nhịn không được lắc đầu. Thần giới gặp phải biến cố, linh khí tán loạn, hầu như tất cả mọi người đều vào nội thành, cho nên nơi này vô cùng chen chúc, có thể ở đây, mua sắm một căn nhà 30-40 m², liền xem như phú hào, có thể để cho vô số nữ hải dũng cảm quên mình. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tề Linh Nhi giải thích. Trương Huyền gật đầu. Loại tình huống này giống như hành thị loại một kiếp trước, tất cả mọi người muốn chen vào, đừng nói phòng ốc, một cái hộ khẩu cũng có thể. Làm cho vô số nữ hải kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thần giới dị biến, muốn an ổn sống sót, thậm chí tu luyện, chỉ có thể. Tiến vào thành thị, công dân đầy là mối họa. Đi đâu cạnh tranh thành chủ? Không để ý tới sự tình người đông nghìn nghịt, Trương Huyền hỏi. Sở dĩ Dạ Huy Thành này đến bây giờ không có xác định được thành chủ, cũng không phải không có cao thủ, mà là lẫn nhau giằng co, không cách nào xác định được. Tề Linh Nhi nói. Hết thảy có 3 người giằng co, theo thứ tự là Lâm Tạ am hiểu đao pháp. Tán Tu Ngọ Dương am hiểu kiếm pháp, cùng với một nữ tử gọi Mính Lai Hương. Hai cái trước đều là thiên thần trung phẩm, chiến lực không tầm thường, cái cuối cùng tương đương Ngô Phương Thanh, chỉ là thiên thần hạ phẩm, có điều chớ xem thường nàng cấp bậc thấp, nghe nói nàng mới là người đáng sợ nhất. Mính Lai Hương. Trương Huyền gật đầu. Có thể cạnh tranh đứng đầu một thành. Hơn nữa để một thành thị lớn lâu như vậy không có xác định được, tự nhiên không thể khinh thường. Muốn trở thành thành chủ, thực ra cũng không có phức tạp như vậy, đơn độc khiêu chiến 3 người, vượt qua đối phương, để cho bọn họ thật lòng khâm phục công nhận ngươi, chức thành chủ liền tới tay. Tề Linh Nhi nói, Trương Thiếu, chúng ta chiến cái nào trước? Đổi lại trước kia, U Hồn Thiên Tuyển chọn thành chủ, cần U Hồn Điện trước thời hạn chấp nhận, các loại thủ tục. Không có mấy tháng. Là không có khả năng hoàn thành. Nhưng bây giờ linh khí tán loạn, thần giới người người cảm thấy bất an, tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Đứng đầu một thành, nhất định phải nắm giữ thực lực tuyệt đối, mới có thể bảo vệ tất cả mọi người an toàn, cho nên chỉ cần có thể trấn phục mọi người, liền có tư cách làm thành chủ, liền có thể nhận được U Hồn Thiên công nhận. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Cái này, nơi nào có thần nguyên đan trung phẩm, trước đi tìm đan dược, lại đi khiêu chiến bọn họ. Thần nguyên đan trung phẩm. Không nghĩ tới hắn muốn thứ này, Tề Linh Nhi sửng sốt, suy nghĩ một chút nói. Thương hội hẳn có điều cơ bản đều là có tiền mà không mua được, đúng, ta biết một chỗ khẳng định có, hơn nữa số lượng không ít, chỉ là đối phương không dễ nói chuyện như vậy, ta sợ cũng không dễ bán. Ồ, Trương Huyền nhìn qua, nói nghe một chút, là một tán tu ở Dạ Huy Thành, tuổi chừng hơn 60, tu vi cũng không cao. Chỉ là thần linh thượng phẩm, am hiểu luyện đan. Luyện chế đan dược từ trước tới nay chỉ để bản thân dùng, chưa từng bán ra. Yêu cờ thành si, mỗi ngày đều tìm người đánh cờ, cờ thuật rất cao, từng tuyên bố ai có thể ở trên cờ thuật vượt qua hắn một ván, liền dâng tặng một viên thần nguyên đan trung phẩm, đáng tiếc nhiều năm như vậy, chưa hề có một người thành công. Tề Linh Nhi nói, Trương Huyền cau mày, tu vi không cao, chẳng lẽ không có người cướp đoạt. Thần linh thượng phẩm. Có được thần nguyên đan trung phẩm đã rất kỳ quái, lại còn dám nói cho những người khác, chẳng lẽ không sợ có người tới cướp. Đổi lại những thành thị khác, thành chủ nắm giữ quy củ, không có người mạo phạm, nhưng nơi này không phải thành chủ còn chưa xác lập sao. Tu vi của hắn không cao, nhưng đệ đệ hắn rất lợi hại, nghe nói là một vị thần vương ở Hoàng Thành, trên người hắn có ngọc phù đối phương lưu lại bảo vệ tính mạng, trước đó có 2 vị thiên thần hạ phẩm đến tìm phiền phức, tất cả đều bị chém giết. Thời gian lâu dài. Sẽ không còn người dám tới. Tề Linh Nhi giải thích. Hết chương 3784. Chương 3785. Tam tu đạo nhân. Thần vương. Trương Huyền giật mình. Nhìn qua vô số thư tịch, đối với loại thực lực này cũng hiểu chút đỉnh, đế quân ẩn tàng thế ngoại, hầu như không xuất hiện,
cũng không có người nào gặp qua. Thực tế lực lượng trưởng khống thiên hạ là thần vương Phong Hào. Loại cường giả cấp bậc này, cửu thiên tổng cộng không cao hơn 30 vị, bình quân mỗi một phe thế lực 3 người mà thôi. Sau đó là thần vương, khoảng hơn 100. Tính xuống dưới, một địa phương khoảng 10 người, bởi vậy loại thực lực này đã có thể nói đứng ở đỉnh phong nhất của thần giới. Thiên thần thượng phẩm đối mặt loại cường giả này cũng bất lực, một chút phản kháng cũng không làm được, huống chi hạ phẩm. Ý niệm đảo qua, chỉ sợ sẽ biến thành cho bụi. Có người như vậy làm hậu thuẫn, một ít thần nguyên đan trung phẩm mà thôi, thật không ai dám tìm phiền toái. Hắn tên gì, không có người biết, chỉ biết hắn để ba chòm râu trắng như tuyết, bởi vậy được xưng tam tu đạo nhân, ở thành Tây không xa, nếu như muốn đi tìm, ta có thể mang ngươi tới. Tề Linh Nhi nói, dù Dạ Huy Thành không phải địa phương nàng quản lý, nhưng tin tức rất quen thuộc. Mang ta tới đi. Trương Huyền gật đầu. Nếu như người tranh đoạt thành chủ chỉ là thiên thần hạ phẩm, dựa vào tu vi hiện tại, hẳn có sức đánh một trận. Nhưng giờ phút này chỉ là thần linh thượng phẩm sơ kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn có một chút, gặp được loại cường giả này, sẽ không có nắm chắc quá lớn. Trước đó ngừng tu luyện, là bởi vì thần nguyên đan hạ phẩm không còn hiệu quả, đến nơi này, tự nhiên phải tìm dược vật thích hợp, tăng lên tu vi lên lại nói. Chỗ ở của tam tu đạo nhân cách đây không tính quá xa, mọi người đi gần nửa canh giờ, liền thấy một tiểu viện không lớn, so sánh với kiến trúc cao to ở bốn phía là rất không hợp nhau. Trong thành thì tấc đất tấc vàng, tiểu viện rộng như vậy không có bị dỡ bỏ, giống như một ít nhà tứ hợp viện ở thủ đô, chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể để vô số người đến đây tìm phiền toái chùn bước. Còn chưa đi tới trước mặt, trong sân vang lên một thanh âm. Tiền bối kỳ thuật cao minh, tại hạ kém xa tít tắp. Tuy người có mấy nước cờ hạ không tốt, toàn thể mà nói, coi như không tệ, về sau chăm chỉ học tập, sẽ có cơ hội vượt qua ta. Một tiếng nói già nua vang lên. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Kẹt kẹt. Cửa sân mở ra, một thanh niên mặt như quan ngọc đi ra, khắp khuôn mặt là ý chán nản, người hầu đi theo phía sau thân thể chợt lóe, đi tới bên cạnh đám người Trương Huyền, sau đó biến mất ở trong ngõ tắt. Bởi vì kỳ thuật của tam tu tiền bối cao cường, mỗi ngày đều có không ít tồn tại tới khiêu chiến, vị này hẳn chính là một trong số đó. Tề Linh Nhi giải thích một câu, khẽ mỉm cười, đi tới bên ngoài cửa, âm thanh truyền vào. Hoàng thành Tề gia Tề Linh Nhi, đến đây thăm hỏi tam tu tiền bối, mong gặp một lần. Cái gì bảy nhà, tám nhà, không có quan hệ gì tới ta. Ta cũng không muốn gặp, trở về đi. Thanh âm lão giả vang lên. Tiền bối không nên từ chối, tại hạ cũng không phải lấy Tề gia đè người, mà là đến đây thăm hỏi, có chuyện muốn nhờ. Mong tiền bối gặp một lần. Tề Linh Nhi vội nói. Đổi lại người khác, nói ra hoàng thành Tề gia, khẳng định sẽ lập tức đi ra, sợ đắc tội, nhưng vị trước mắt này lại trực tiếp từ chối, căn bản không sợ đắc tội người, tính tình thật đúng là đủ quái. Bất quá, tuy Tề gia lợi hại, nhưng nơi này không ở hoàng thành, lại thêm không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trách tội, cho dù đối phương từ chối cũng không tính là gì. Nhàn vân giã hạc mà thôi, không có năng lực gì, cũng khẳng định không thể giúp, đi đi. Lão giả trong viện dường như không muốn có tiếp xúc với Tề gia, tiếp tục nói. Tề Linh Nhi có chút không vui. Lần nữa tiến về phía trước một bước, vừa định tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy Trương Huyền khoát tay nói. Tiền bối, tại hạ Trương Huyền, chỉ là tán tu, có chút nghiên cứu kỳ thuật, muốn cùng tiền bối đánh một ván cờ, không biết có thể hay không. Ngươi cũng tinh thông kỳ thuật. Lão giả sửng sốt một chút, tựa hồ có chút động lòng, nhưng vẫn nói. Ngày hôm nay ba cục đã xong, ngày mai ngươi lại đến. Ba cục. Tại hạ yêu cờ thành si, nhưng vì phòng ngừa chậm trễ sự tình khác, quy định một ngày chỉ đánh ba cục. Thanh niên vừa rồi kia, chính là trận cuối hôm nay, muốn cùng ta đánh cờ, ngày mai lại đến. Lão giả nói. Ngày mai quá muộn, ta hôm nay đã có khả năng rời khỏi Dạ Huy Thành. Trương Huyền lắc đầu. Nhanh chóng chạy tới nơi này. Chờ một ngày khẳng định không nguyện ý. Rời khỏi hay không, liên quan gì tới ta? Lão giả hừ một tiếng, dường như chẳng muốn gặp. Tiền bối không cần gấp gáp mở miệng như vậy, nếu đánh cờ, thì khẳng định có thắng có thua, không bằng chúng ta đánh cược đi. Trương Huyền cũng không vội vã, khẽ mỉm cười. Ta tự phụ có chút kỳ thuật, tung hoành thiên hạ có thể vượt qua ta không nhiều, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể thắng tại hạ, có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu.
chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, bất kỳ sự tình gì cũng được. Đương nhiên, nếu ta có thể vượt qua ngươi, cũng sẽ nói một yêu cầu. Như thế nào? Bất kỳ yêu cầu gì cũng được. Không nghĩ tới vị này nói chuyện ngạo khí như vậy, lão giả cau mày. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Vậy ta muốn thú sủng phía sau ngươi. Lão giả nói. Mặc dù đối phương không đi ra, nhưng đã thấy được trương giáp sau lưng Trương Huyền, cũng nhận ra thân phận. Nếu không không có khả năng cùng một thanh niên trò chuyện nhiều như vậy. Xấu hổ, cái này mặc dù là sủng vật của ta, nhưng cũng là huynh đệ và bằng hữu của ta, không thể lấy nó làm tiền đặt cược, xin đổi lại yêu cầu. Trương Huyền xua tay. Chủ nhân. Hốc mắt Trương Giáp đỏ lên. Cho rằng chủ nhân khẳng định sẽ lấy nó làm tiền đặt cược, thú sủng mà thôi, không quan trọng. Nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ nói ra lời này. Chủ nhân không coi nó là sủng vật, mà là bằng hữu và huynh đệ. Về sau vì đối phương, sông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Ồ, lão giả không nghĩ tới hắn lại trả lời như vậy, cũng sửng sốt một chút nói. Vậy trên người ngươi không có thứ ta muốn, không cần thiết đánh cược. Không có thứ ngươi muốn, cái này chưa hẳn. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cong ngón tay búng một cái, một hư. Ảnh xuất hiện ở phía trước, trong hình ảnh, một bóng người ở bên cạnh lò luyện đan, năm ngón tay tung bay, thủ pháp vô cùng huyền diệu. Tiền bối am hiểu luyện đan, không biết bộ thủ pháp luyện đan này, có thể nhập pháp nhãn không? Ngón tay ngoắc ngoắc, hư ảnh biến mất, hình như vừa rồi chưa hề xuất hiện qua. Thủ đoạn luyện đan này. Thanh âm của lão giả tràn đầy kinh ngạc. Hư ảnh vừa rồi, người khác nhìn không ra cái gì, nhưng hắn tinh thông luyện đan, liếc mắt có thể thấy được, ẩn chứa một bộ thuật luyện đan cực kỳ tinh diệu, thậm chí cao minh hơn phương pháp của hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Vào đi. Một lát sau, cửa sân kẹt kẹt mở ra. Một lão bộc đi vào trước mặt, làm động tác mời. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, đi vào trước, đám người Tề Linh Nhi theo sát phía sau. Thông qua đọc sách, biết thuật luyện đan của thần giới và danh sư đại lục tương thông, hắn học khắp thiên hạ, thuật luyện đan cho dù là ở đây, cũng đạt tới đỉnh phong, tùy ý dùng cái này thu hút đối phương, không tính là gì. Tiểu viện không lớn, một lão giả ngồi ở trước mặt bàn đá, ba chòm râu theo gió tung bay, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt. Bắt đầu đi. Chẳng muốn nói nhiều, lão giả cầm lấy quân cờ, cũng không ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn cờ. Không nói cá cược, cũng không nhắc lại phương pháp luyện đan. Trương Huyền khẽ mỉm cười, đi vào trước mặt, vừa định ngồi xuống, đột nhiên sửng sốt, nhướng mày. Nghe nói đánh cờ, còn tưởng giống như danh sư đại lục, không nghĩ tới kỳ đạo nơi này hoàn toàn khác biệt. Cờ ở danh sư đại lục, hắn nhìn qua vô số thư tịch, tuyệt đối được cho đỉnh phong nhất, nhưng bây giờ kỳ đạo khác biệt, thủ pháp khẳng định cũng không giống, không biết quy tắc mà nói, làm sao chiến thắng. Làm sao vậy? Thấy hắn dừng lại, lão giả nhíu mày. Tiền bối chờ một lát, ta chẳng những yêu cờ thành si, còn yêu cờ như. Mạng, cùng cao thủ đánh cờ, là một sự tình thần thánh, không thể cầu thả, ta cần trước thời hạn bình tâm tính thức, cầu nguyện thần minh. Trương Huyền khẽ mỉm cười, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nghe hắn nói như vậy, biểu lộ của lão giả vốn không thèm để ý chút nào cũng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Kỹ thuật càng cao, càng có lòng kính sợ, mà không phải ngạo mạn. Vị trước mắt này, tuổi còn trẻ, có thể có được loại tâm cảnh này, vô cùng hiếm thấy. Khẽ mỉm cười, Trương Huyền nhắm mắt lại, giả bộ như cầu nguyện, miệng lại truyền âm cho Tề Linh Nhi và Trương Giáp cách đó không xa. Các ngươi ai biết, quy tắc đánh cờ. Tề Linh Nhi, Trương Giáp. Con mẹ nó, náo loạn nửa ngày, ngay cả quy tắc cũng không biết. Hiện tại coi như biết quy củ, cũng đã chậm a. Đặc biệt là Trương Giáp, thật muốn đi tự sát. Quá mất mặt a. Chạy tới cùng đối phương đánh cược, vừa cảm thấy vị chủ nhân này của mình không gì không làm được, không chỗ không biết, kết quả. Hỏi nó quy tắc là cái gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, hỏi xong, một lần cũng không có chơi qua, liền có thể thắng qua kỹ thuật đại sư. Tuy xem như thần thú, rất ít chơi cờ của nhân loại, nhưng một người ở trên núi, thời điểm nhàm chán cũng nghiên cứu qua một ít. Tam tu đạo nhân chơi cờ. Là lạc thần kỳ thông dụng thần giới, phức tạp hơn cờ vây phổ thông nhiều lần. Dù cách chơi đơn giản, nhưng kỹ thuật rất quan trọng, có khảo nghiệm cực lớn với trí tuệ và thiên phú. Có ít người, cả một đời, tài đánh cờ cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí không ít thần vương,
kỳ thuật cũng rất bình thường. Vị lão giả này, có thể làm cho tất cả cao thủ trong thành đều bó tay toàn tập, thủ đoạn cao có thể tưởng tượng. Quy tắc gì cũng không hiểu, liền khiêu chiến, còn đặt cược lớn như. Vậy, có thể đừng kích động như vậy hay không? Không còn gì để nói, Tề Linh Nhi truyền âm tới. Quy tắc là, rất nhanh giải thích một lần. Quy tắc rất đơn giản, nhưng biến hóa lại vô cùng vô tận, kỳ thủ lợi hại có thể nhìn thấu mấy chục bước, mỗi một bước đều có ý vị sâu xa. Không hiểu được, dù biết quy tắc, cũng sẽ bị dễ dàng nghiền ép, không biết như thế nào cho phải. A hát, không để ý tới đối phương buồn bực, Trương Huyền thở phào nhẹ. Nhõm, may mắn quy tắc dễ dàng, vận chuyển cũng không phức tạp, nếu không hiện tại học mà nói, thật đúng là không biết làm sao. Có thể bắt đầu chưa? Chờ chỉ chốc lát, thấy thanh niên trước mắt dường như cầu nguyện xong, tam tu đạo nhân nhìn lại. Hết chương 3785. Chương 3786. Đánh cờ. Đương nhiên. Trương Huyền gật đầu ngồi xuống, tay trái kẹp quân cờ, tay phải vươn ra. Mời. Tam tu đạo nhân không nói thêm lời, quân cờ hạ xuống. Trương Huyền khẽ mỉm cười, trong thư viện xuất hiện một quyển sách. Phía trên rậm rạp chằng chịt viết đầy nội dung, mỗi một vị trí quân cờ đều ghi chú rõ thiếu hụt. Vị trí quân cờ thứ nhất, thiếu hụt, vị trí quân thứ hai, thiếu hụt. Trên bàn cờ, mỗi một vị trí thiếu hụt có nhiều có ít, chỉ có một chỗ, không có biểu hiện nội dung. Quả nhiên có thể. Ánh mắt Trương Huyền sáng rực, khóe miệng nâng lên. Sau khi biết quy tắc, những kiến thức này cùng bàn cờ trước mắt dung hợp, quả nhiên tìm ra thiếu hụt của nước cờ. Chỉ cần dựa theo vị trí hoàn mỹ trong đó hạ cờ, khẳng định sẽ xuất hiện kết quả không tệ. Việc này, rất vững vàng. Thấy hắn ra tay, Trương Giáp và Tề Linh Nhi đồng thời nhìn nhau, từng người thở phào nhẹ nhõm. Biết đối phương vừa rõ ràng quy tắc, chiến thắng đã là hy vọng xa vời, chỉ hy vọng đừng thua quá mất mặt. Dù hai bên đều chỉ hạ một con, nhưng tất cả đều là chính quy, có kỳ phổ. Có thể tìm ra, không có xuất hiện cục diện ngoài nghề không hiểu. Hô hô hô, mấy bước đầu mới bắt đầu bố cục, không cần suy nghĩ quá nhiều, kinh nghiệm liền có thể bù đắp, tam tu đạo nhân hạ cờ rất nhanh, Trương Huyền theo sát ở phía sau, hầu như không có bất kỳ suy tư gì, đối phương hạ càng nhanh, hắn cũng càng nhanh. Không đến 5 phút, trên bàn cờ từng người đã hạ hơn 30 nước. Cái này, thấy rõ cục diện phía trên, Trương Giáp và Tề Linh Nhi có chút choáng váng. Tuy Trương Huyền hạ cờ, thoạt nhìn rất đơn giản. Không có quá nhiều kinh nghiệm và phương pháp, nhưng mỗi một bước đều giống như tính toán kỹ càng, đúng quy đúng củ, một mực phong tỏa quân cờ của đối phương ở bên trong, muốn tránh thoát cũng rất khó. Làm sao lại không có sơ hở? Đám người kỳ lạ, tam tu đạo nhân thì tràn đầy khó tin. Số lần hạ cờ không nhiều, nhưng là một lần hắn đánh cờ uất ức nhất từ. Trước đến nay, mỗi một nước của đối phương đều giống như tính toán kỹ càng, triệt để. Tiêu diệt tất cả ý đồ của hắn, giống như hành quân bố cục của phe mình bị đối phương nhìn thấu, vô luận đi như thế nào, cũng trước thời hạn bị. Chặn đường, bị đuổi theo, bị bao vây, không cho một chút cơ hội. Trên đầu ứa ra mồ hôi. Liên tục đổi 8 loại phương pháp lợi hại, 12 bộ kỳ phổ, dưới tình huống bình thường, sẽ để cho đối thủ mê loạn, tìm ra mục đích và phương hướng. Nhưng bên này vừa hạ cờ, đối phương đồng dạng không có suy nghĩ, lập tức hạ xuống. Mới đầu cảm giác nước cờ này không có tác dụng, nhưng sau 3 bước lại phát hiện ảo diệu, tựa như một cái xương cá cắm ở yết hầu, muốn ói cũng ói không ra, nghẹn đến hô hấp có chút khó khăn. Không có khả năng. Ngón tay tam tu đạo nhân run rẩy. Hắn có tự tin cực lớn với kỹ thuật của mình, Dạ Huy Thành không có đối thủ, cho dù Hoàng Thành có thể vượt qua, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những kỹ thuật đại sư có thể gọi ra họ tên kia, cho dù có thể chiến thắng, cũng ít nhất phải sau 100 nước. Vị trước mắt này, mới hạ chừng 30 bước, liền bức mình thành như vậy, nghĩ mãi không ra, quả. Thực không thể tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, đối phương giống như không có chút sơ hở nào, mỗi hạ một nước, đều đóng chặt đường lui của mình, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Xoa xoa mồ hôi trên đầu, lại hạ mấy nước nữa. Đối phương vẫn không có suy nghĩ, tiện tay rơi cờ. Tốc độ đánh cờ của tam tu đạo nhân càng ngày càng chậm. Nơi này không được, đó cũng không được. Trong tay cầm quân cờ, không biết nên để ở nơi nào, đã có chút do dự. Kỹ thuật của thiếu gia. Lúc này Trương Giáp cũng nhìn ra không bình thường, lần nữa nhìn về.
phía Tề Linh Nhi, con mắt trợn tròn. Còn tưởng thiếu gia vừa học được quy tắc, kỹ thuật khẳng định không cao, tận mắt thấy mới biết, ý nghĩ này là ngây thơ cỡ nào. Mỗi một bước, đều giống như tính toán không biết bao nhiêu lần, không có chút sơ hở nào, dù kỹ thuật của lão giả trước mắt rất cao minh, nhưng vẫn không có một chút biện pháp, từng bước túng quẫn. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Tề Linh Nhi cũng trợn mắt, một bộ khó có thể tin. Trương Giáp là thần thú, cho dù có chút lý giải kỹ thuật, cũng không có khả năng hiểu được quá nhiều, nhưng nàng là đệ tử đại gia tộc đi ra, mặc dù không có chuyên môn nghiên cứu qua kỹ thuật, lại biết không ít. Kỹ thuật của tam tu đạo nhân, cho dù ở Tề gia cũng coi như tồn tại đỉnh phong, nhưng đối mặt vị này, một bước cũng không chiếm được tiện nghi không nói, còn bị đè lên đánh. Giống như một vị thần vương phong hào đối chiến thần linh hạ phẩm, người sau không có chút sức đối kháng nào. Thế thì còn đánh như thế nào? Không phải mình vừa dạy quy tắc sao? Lần đầu tiên chơi, đã lợi hại như vậy. Bên này khiếp sợ còn không có kết thúc, bên kia quân cờ trong tay tam tu đạo nhân không có buông ra, tiện tay ném xuống, cười khổ. Ta thua. Không nhận thua không được, đối phương phong kín tất cả con đường đi tới của hắn, lại không lưu một tia sơ hở, tiếp tục nữa, chỉ chờ tự rước lấy nhục. Đa tạ, thực ra ta cũng vừa học được, rất nhiều quy củ không có hiểu rõ. Trương Huyền ôm quyền. Thực ra đến bây giờ, hắn còn không có xem hiểu, đến cùng làm sao hạ. Cờ, chỉ dựa theo trình tự hoàn mỹ trong thư viện, từng bước hạ quân cờ. Sau đó đối phương liền nhận thua. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy xấu hổ. Đã nhường, không có hiểu rõ. Tam tu đạo nhân còn tưởng hắn khiêm tốn, khuôn mặt đỏ lên. Tiểu huynh đệ nói như vậy, thật sự là chiết sát ta. Thực ra xuống đến bước thứ 10, ta đã biết bản thân phải thua, phía sau chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Thua thảm như vậy, nhường gì đó thì không cần nói. Loại kỹ thuật như ngươi, còn nói không hiểu rõ quy tắc, như vậy ta tính toán là cái gì? Thua một nước hai nước, nói nhường thì cũng thôi đi, còn có thể tiếp nhận, hiện tại. Không ở một cấp bậc, thần vương chiến thắng thần linh hạ phẩm, nói đã nhường. Khiêm tốn cũng phải có mức độ A. Đại ca, hơi quá rồi đó. Tiền bối khách khí. Trương Huyền xấu hổ. Được rồi, thua ta nhận, có yêu cầu gì, cứ nói đi. Tam tu đạo nhân nói. Ta muốn mua sắm một ít thần nguyên đan trung phẩm, mong tiền bối có thể bán. Trương Huyền nói. Chỉ mua sắm thần nguyên đan trung phẩm. Tam tu đạo nhân sững sờ. Đối phương chuyên môn chạy tới, cùng hắn đánh cờ, lại thắng huy hoàng như vậy, còn tưởng sẽ có yêu cầu khó khăn gì, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Thần nguyên đan trung phẩm, tuy ở Giả Huy Thành có giá cả không thấp, nhưng lại rất dễ dàng tìm được, một ít phú thương, đại gia tộc, đều có tồn kho. Một kỳ đạo đại tông sư, chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Trương Huyền gật đầu. Mua sắm thì không cần, ta chỗ này có 30 viên thần nguyên đan trung phẩm, trực tiếp tặng cho ngươi, không cần tốn tiền. Cổ tay khẽ đảo, tam tu đạo nhân đưa tới 3 cái bình ngọc. Đưa tặng, cái này sao được? Trương Huyền vội vàng xua tay. Giá cả thần nguyên đan trung phẩm, hắn chuyên môn hỏi thăm, gấp trăm lần hạ phẩm, hơn nữa hầu như mua không được, nhiều như vậy trực tiếp đưa tặng, thực không dám nhận. Đều là tự mình luyện chế, giá cả không có cao như trong tưởng tượng, nếu như cảm thấy ngượng ngùng mà nói, có thể cùng ta chơi vài ván. Tam tu đạo nhân nói, vui lòng tiếp, chỉ bất quá, tiền bối không phải nói, một ngày chỉ chơi 3 ván sao. Trương Huyền cau mày, đó là không có gặp được đối thủ. Gặp được đối thủ, 30 ván cũng không sao. Tam tu đạo nhân hơi đỏ mặt, vội nói. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Đối phương tặng cho nhiều đan dược như vậy, không thể báo đáp, chỉ. Đánh vài ván cờ không tính là gì. Dù sao chỉ là chiếu theo thư viện hạ cờ, không tốn đầu óc gì. Lần nữa bày bàn, một con tiếp lấy một con hạ xuống. Sau 5 phút, vẻ mặt tam tu đạo nhân đỏ lên. Một ván nữa. Sau 4 phút, lại đến. Sau 3 phút, lại đến. 1 phút đồng hồ sau. Được rồi, ta nhận thua. Liên tục mấy lần, tam tu đạo nhân bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Còn tưởng đối phương chỉ là vận khí tốt, mới có thể thắng mình, làm sao cũng không nghĩ đến, bất luận hắn bắt đầu như thế nào, dùng loại phương pháp gì, đều giống như đâm vào trên tường, không có chỗ phản kháng. Một lần thua, có thể nói vận khí của mình kém, nhưng nhiều lần thua, đủ. Để chứng minh cùng đối phương chênh lệch thực sự quá lớn, không thể so sánh nổi.
Loại kỹ thuật này, thiên hạ có thể vượt qua không nhiều, hoàn toàn có thể tham gia thi đấu, kiếm lấy ban thưởng hoặc tài nguyên tu luyện. Biết tiếp tục nữa, sẽ chỉ càng ngày càng mất mặt, Tam Tu đạo nhân không giàu dĩ, nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong mắt tràn đầy mong đợi. Bất luận loại nghề nghiệp nào, chỉ cần đi đến đỉnh phong, đều sẽ có ích lợi rất lớn, kỹ thuật cũng giống như vậy. Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Đối với đánh cờ, hắn là thường dân, chỉ là mượn thư viện chiến thắng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vậy thì thật đáng tiếc. Thấy hắn quả thực không muốn tiếp tục phát triển trên con đường này, Tam Tu đạo nhân tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Cáo từ đối phương, lần nữa đi trở về khu phố, Tề Linh Nhi nhìn lại. Có cần tìm một chỗ an tĩnh, trước luyện hóa thần nguyên đan trung phẩm lại nói hay không? Mục đích đối phương tìm thần nguyên đan, nàng cũng có thể nhìn ra, hẳn là muốn đột phá tu vi. Đã như vậy, khẳng định cần tìm vị trí yên tĩnh bế quan. Không cần. Trương Huyền lắc đầu. Tề Linh Nhi nghi hoặc. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ mục đích tìm những đan dược này, không phải vì đột phá, mà là có tác dụng khác? Đang kỳ lạ, chỉ thấy thiếu niên vừa đi đường, vừa lấy ra đan dược, từng viên ném vào miệng, tựa như đang ăn đường đậu. Lông mày Tề Linh Nhi nhảy dựng. Thần nguyên đan trung phẩm, cường giả thiên thần cảnh cũng có hiệu quả, thần linh thượng phẩm phổ thông nuốt một viên, cũng cần tiêu hóa ít nhất một tháng, mới có thể hoàn toàn luyện hóa năng lượng trong đó, tên này xem như đường đậu ăn. Xác định sẽ không bạo thể mà chết. Đang kỳ lạ, chỉ thấy khí thế trên người đối phương cấp tốc tăng thêm. Thần linh thượng phẩm trung kỳ. Thần linh thượng phẩm hậu kỳ. Thần linh thượng phẩm đỉnh phong. Không đến hai cái hô hấp, đã đột phá ba tiểu cấp bậc, khoảng cách thiên thần cảnh chỉ kém một bước. Tề Linh Nhi run rẩy, cả người muốn điên rồi. Thân là con em đại gia tộc, gặp qua không ít thiên tài, cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng phương pháp tùy ý nuốt đan dược, nhẹ nhõm tấn cấp này. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyết mạch đế quân, thật đáng sợ như thế. Hết chương 3786. Chương 3787. Mính Lai Hương. Trương Giáp cũng ngây người, lúc này mới hiểu được, trước đó thiếu gia nói tu luyện chậm, cũng không phải trang bức, mà là. Thật như vậy nhanh. Người khác tu luyện, các loại thí luyện, điều chỉnh khí huyết, học tập, bình chướng. Vị trước mắt này, giống như không có những này kia, không nhận lấy bất kỳ ràng buộc nào ảnh hưởng. Tu luyện như uống nước, chỉ cần muốn là đột phá. Đang cảm xúc vị trước mắt này mạnh mẽ, liền nghe đối phương nói. Tiểu Giáp, tới đánh ta một quyền. Biết thiếu gia muốn thử xem tu vi vừa thăng cấp, Trương Giáp không chần chờ, tiến về phía trước một bước. Tốt, thiếu gia muốn kiểm tra tu vi, vừa vặn nó cũng muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đột phá thiên thần cảnh hơn một ngày, nó cũng không có nhàn rỗi, không ngừng rèn luyện pháp quyết thiếu gia cho, bù đắp vấn đề cùng thiếu hụt trước đó, mặc dù thời gian củng cố ngắn, nhưng tiến bộ lại có thể so với 10 năm trước đó. Hô, nắm đấm to lớn đón gió căng phồng, không khí mang theo âm bạo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách. Đồng tử của Tề Linh Nhi co rụt lại. Một mực cho rằng tuy lân giáp thú đột phá, nhưng thực lực hẳn sẽ không quá mạnh. Dù sao mới phá tan ràng buộc, nằm mộng cũng nghĩ. Không ra, lực quyền cuồng bạo như vậy, phối hợp thêm phòng ngự vô địch, đừng nói thiên thần hạ phẩm, cho dù là thiên thần trung phẩm gặp phải, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ. Loại thực lực này toàn lực ra tay, Trương Thiếu chỉ là thần linh thượng phẩm đỉnh phong, làm sao ngăn cản. Tràn đầy nghi hoặc nhìn sang, ngay sau đó nhìn thấy thanh niên trước mắt không tránh không né, năm ngón tay phất một cái. Bành! Trương Giáp bay ngược ra ngoài, sống lưng đâm vào trên một cây đại thụ, chặn ngang đụng gãy, thế đi không suy, lại va sụp một bức tường, lúc này mới dừng lại, thở hồng hộc. Thiếu gia, Trương Giáp hoàn toàn phục. Còn tưởng gần đây tu vi tiến bộ, cùng đối phương chênh lệch nhỏ đi, lúc này xem ra không những không nhỏ, còn càng lúc càng lớn. Loại thực lực này, đối mặt ba vị kia, có chắc chắn hay không? Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tề Linh Nhi. Cùng Trương Giáp đối chiến, thứ nhất kiểm tra tu vi và lực lượng vừa mới tiến bộ, thứ hai cũng muốn từ trong miệng đối phương dò xét thực lực của ba người muốn trở thành thành chủ như thế nào. Thiên thần hạ phẩm đỉnh phong gặp được, không phải là đối thủ, nhưng so sánh với thiên thần trung phẩm còn có chênh lệch nhất định, sợ là chưa hẳn có thể chống lại. Chần chờ một chút, Tề Linh Nhi nói. Dù sức chiến đấu của vị trước mắt này rất mạnh, thiên thần hạ phẩm đỉnh phong cũng không phải đối thủ,
nhưng có thể ở Dạ Huy Thành tranh đoạt lâu như vậy, không ai nhường ai, thực lực của ba người này, cho dù ở trong thiên thần trung phẩm cũng được cho khá cao. Người mạnh như thế, làm sao có thể tùy tiện nhận thua, hơn nữa đối phương còn là người trẻ tuổi chưa đột phá thiên thần. Đi qua tìm bọn hắn đi. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ từ thần linh thượng phẩm sơ kỳ tiến bộ đến đỉnh phong, không có hy vọng có thể đánh bại ba người, có chút chênh lệch là rất bình thường, chỉ cần không kém quá nhiều, Minh Lý Chi Nhãn phối hợp thư viện, đánh bại đối phương không khó lắm. Bây giờ đi qua, không biết vị này tự tin đến từ chỗ đó, Tề Linh Nhi vẫn không nhịn được nói. Một khi khiêu chiến, chẳng khác nào đi vào hàng ngũ cạnh tranh, trước khi không có ra kết quả, khẳng định sẽ nhận lấy quấy rối liên tục, Trương Thiếu xác định, không đột phá thiên thần lại nói. Lấy lực chiến đấu của ngươi, sau khi đột phá, lại cạnh tranh mà nói, sẽ dễ dàng rất nhiều. Người khác đột phá thiên thần, không biết phải hao phí bao lâu, tận mắt thấy hắn tu luyện, biết hẳn là sẽ không quá lâu. Đã như vậy, sao không đột phá lại nói, tranh sớm vài ngày làm gì? Hiện tại đi thôi. Trương Huyền lắc đầu. Hắn tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt những người khác, mặc dù biết phương hướng, nhưng pháp quyết còn chưa sáng tạo ra, cưỡng ép đột phá, khẳng định không làm được. Chờ xảy ra vấn đề, còn không bằng hiện tại giải quyết. Cái kia, chọn chiến vị nào trước? Tề Linh Nhi phân tích nói. Tu vi của Mính Lai Hương thấp nhất, nhưng lại đáng sợ nhất, Lâm Tạ. Và Ngọ Dương không kém nhiều, nhưng cẩn thận nói ra, tán tu vẫn là yếu chút ít, ý kiến của ta là. Trước chiến Ngọ Dương, một khi thành công, chẳng khác nào thay thế hắn, có thể được một phần người ủng hộ. Mà lần đầu tiên nếu bị thua, đối với tự tin sẽ có đả kích rất lớn. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cạnh tranh thành chủ cũng giống như vậy. Trận đầu chiến thắng, trong lòng có tự tin, còn lại tự nhiên sẽ càng dễ. Hơn một ít, thua, đối với sĩ khí bên mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đi khiêu chiến Mính Lai Hương. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Tề Linh Nhi sửng sốt. Mình nói nửa ngày đều là phí lời. Không phải nói vị này đáng sợ nhất sao? Vì sao? Tề Linh Nhi nhịn không được hỏi. Trương Huyền nói. Nàng cách gần nhất, một đường đi qua, tiết kiệm thời gian. Trước đó thời điểm đi tìm Tam Tu Đạo Nhân, đã hỏi thăm trụ sở của ba người này, biết Mính Lai Hương cách vị trí hiện tại của bọn họ gần nhất. Tề Linh Nhi phát điên. Cái này con mẹ nó là tư duy bình thường của nhân loại sao? Bây giờ chúng ta là khiêu chiến vị trí thành chủ, thực lực đối phương mạnh như vậy, làm không cẩn thận sẽ thua. Ngươi không cân nhắc vấn đề thắng thua, lại cân nhắc xa gần. Tổng sẽ không muốn một ngày khiêu chiến ba người chứ. Khiêu chiến cùng cấp bậc thậm chí cao hơn, tình huống bình thường đều là trước thời hạn hẹn trước, điều chỉnh trạng thái, bị thương còn cần thời gian khôi phục. Chẳng lẽ đều không cân nhắc những cái này, không tính ở bên trong. Lại khuyên mấy câu, phát hiện đối phương không quan tâm, Tề Linh Nhi đành phải bất đắc dĩ đi theo. Sau nửa canh giờ, đi tới trước một phủ đệ. Chính là vị trí Mính Lai Hương cư trú. Trương Huyền nói. Đưa bái thiếp đi. Bái thiếp còn chưa làm. Quy tắc khiêu chiến ở Dạ Huy Thành, ta còn không có tìm hiểu. Tề Linh Nhi nói. Thấy vị trước mắt này lỗ mãng như vậy, nàng muốn khuyên can lại không làm được, chỉ có thể ở phía trên này làm văn chương, hy vọng đối phương có thể tỉnh táo một chút, không nên gấp gáp. Tôn Cường, người tới đi. Trương Huyền nhíu mày, quay đầu. Vâng. Vẻ mặt Tôn Cường hưng phấn, hai bước đi vào trước cổng chính, âm thanh vang lên. Thiếu gia nhà chúng ta muốn tranh đoạt chức thành chủ, người trong viện lập tức đi ra tiếp nhận khiêu chiến, nếu không coi như các ngươi thua. Tề Linh Nhi ngẩn ngơ. Người đây là khiêu chiến. Khiêu khích còn được. Vốn chỉ là tranh đoạt thành chủ, không dính dáng thù hận, coi như thua, nhiều nhất bị thương nhẹ, điểm đến là dừng, lần này được rồi, đã đánh tới trên mặt, không tàn nhẫn phản kích mà nói, Mính Lai Hương còn có tư cách gì đi cạnh tranh chức thành chủ. Làm càn, người nào ở bên ngoài hô to gọi nhỏ. Quả nhiên, âm thanh của Tôn Cường vừa vang lên, cả viện nhất thời vỡ. Tổ, bốn phía vô số phủ đệ cũng mở cửa, muốn nhìn một chút, đến cùng là tên thần kinh nào dám lớn lối như vậy. Ba đại cao thủ tranh đoạt thành chủ, tuy tu vi của Mính Lai Hương thấp nhất, lại một mực chiếm cứ thượng phong. Đối mặt loại cường giả này, lại dám vô lễ như thế. Thật không biết nghĩ cái gì. Tôn Cường ngẩng đầu ưỡn ngực, cười nói. Muốn làm thành chủ thì đi ra tiếp nhận khiêu chiến, nếu không thì nhận thua,
bớt ở chỗ này phí lời, thiếu gia nhà chúng ta không rảnh dài dòng. Lớn mật, dám khiêu khích tiểu thư nhà chúng ta như vậy. Người ở bên trong gọi ầm ĩ còn chưa kết thúc, thanh âm một cô gái nhàn nhạt vang lên. Muốn khiêu chiến, vậy thì vào đi. Kẹt kẹt, âm thanh kết thúc, cửa sân mở ra. Trương Huyền khẽ mỉm cười, cùng đám người Tôn Cường đi vào. Tiểu viện rất rộng lớn, bên trong đứng một nữ tử vóc người cao gầy, dung mạo không bằng Tề Linh Nhi, thoạt nhìn có chút uy vũ, khung xương thô to, chỉ nhìn dáng người đơn thuần mà nói, không giống nữ tử, ngược lại giống như một nam nhân. Ngươi muốn làm thành chủ. Nhìn về phía Trương Huyền, nữ tử cười nhạo. Tiểu đệ đệ, cái tuổi này và tu vi của ngươi, vẫn là về nhà dỗ vợ ngủ đi, cạnh tranh thành chủ. Ta sợ sẽ mất mạng. Không nhọc ngươi bận tâm. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn qua. Mọi người đều cạnh tranh thành chủ, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, so với ta, cuối cùng nhận thua. Thứ hai, ta đưa ngươi một viên Mỹ Dung Đan, không chiến đấu, trực tiếp nhận thua. Mính Lai Hương sững sờ. Mỹ Dung Đan ở Dạ Minh Thành, là ngươi luyện chế. Tuy thời gian Mỹ Dung Đan xuất hiện không dài, danh khí lại cực lớn, thời gian nháy mắt đã chuyển không biết bao xa, chỉ cần là nữ tử, không một người không động lòng. Mính Lai Hương cũng không ngoại lệ. Nàng trời sinh khung xương lớn, dáng người có chút giống nam sĩ, nguyên nhân chính là như vậy, qua nhiều năm, các bằng hữu đều song túc song phi, mà nàng chỉ có thể yên lặng tu luyện. Bất quá cũng bởi vậy thành cao thủ, nắm giữ vốn liếng cạnh tranh thành chủ. Nghe nói Dạ Minh Thành có Mỹ Dung Đan, hiệu quả rất tốt, nàng có ý định chuyên môn đi qua mua sắm, chỉ bất quá nghe nói chỉ có 20 viên, hơn nữa đã bán hết, mới kiềm chế lại tâm tư. Không nghĩ tới biết tin tức không lâu, người này liền đến khiêu chiến. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Đúng là ta luyện chế, vị này là Tề Linh Nhi, đan dược ở Dạ Minh Thành, đều do nàng bán ra. Tề Linh Nhi. Mính Lai Hương nhìn sang, quả nhiên phát hiện một nữ hài thoạt nhìn có chút vũ mị, mặt xấu hổ đứng ở sau lưng đám người. Chính là Tề Linh Nhi. Người cầm lái chợ đen ở Dạ Minh Thành, dù không có thấy tận mắt, nhưng dung mạo vẫn nghe người khác nói qua, có thể liếc mắt nhận ra. Xin ra mắt tiền bối. Tề Linh Nhi xấu hổ cười một tiếng, tiến về phía trước một bước. Cũng không nhiều lời, Mính Lai Hương quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Mỹ Dung Đan của ngươi, chứ có thể để cho dung mạo trở nên mỹ lệ, có thể thay đổi khung xương một chút hay không? Dung mạo của nàng không tính quá xấu, chủ yếu là khung xương, giống như nam nhân A. Khung xương rất khó thay đổi. Trương Huyền lắc đầu. Dung mạo là làn da, cơ bắp. Thiên đạo chân khí có thể rèn luyện, thay đổi khung xương, đã dính dáng đến y thuật, hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Khó mà thay đổi, đối với ta lực hấp dẫn liền không có lớn như vậy. Động thủ đi, để ta nhìn một chút, có thể luyện chế Mỹ Dung Đan, lại. Dám quang minh chính đại tới cướp đoạt chức thành chủ, đến cùng có loại thực lực gì? Mính Lai Hương khẽ mỉm cười, trong ánh mắt mang theo nghiêm nghị. Và lạnh lùng. Dám không chút kiêng kỵ tới khiêu chiến như thế, nàng biết tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tốt. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính là trước đó Dạ Minh Thành thành chủ Ngô Phương Thanh đưa tặng, trên đường đã luyện hóa, triệt để thành bảo vật của hắn. Hết chương 3787. Chương 3788. Thành chủ bia. Trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, khí thế trên người Trương Huyền lập tức thay đổi. Từ trước kia trước lạnh lùng, trở nên bình tĩnh như nước, không mang theo tình cảm mảy may. Mính Lai Hương bước về phía trước một, lòng bàn tay nhiều ra một cái trường tiên, lay động một chút, đánh tới. Phần phật, không khí bị xé ra. Giống như Tề Linh Nhi lo lắng, vị trước mắt này, thoạt nhìn chỉ là thiên thần hạ phẩm, lực lượng lại không tầm thường, không hề kém thiên thần trung phẩm bình thường, rồi cũng dùng cực kỳ kỹ xảo, vừa ra tay liền hiện ra võ kỹ lợi hại. Cũng không đón đỡ, Trương Huyền lui về sau một bước, tránh thoát lần công kích thứ nhất, trường kiếm đâm tới trước, chiêu số cũng không nhanh. Roi là vũ khí mềm, có rất ít người sử dụng, Trương Huyền cũng là lần đầu tiên gặp được, trong đầu suy tư thư tịch trước đó nhìn qua, một bên ngăn cản, một bên tìm hiểu học tập. Rầm rầm, liên tục mấy chiêu đánh không trúng, vẻ mặt của Mính Lai Hương càng ngưng trọng, roi không ngừng vung vẩy, tựa như giông tố. Trương Huyền không hoảng hốt. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên miên không ngớt, nhưng không có một sát chiêu.
hắn đây là, đang thí nghiệm kiếm pháp. Nhìn thấy động tác của đối phương, Tề Linh Nhi nhịn không được cau mày. Dù thực lực của Trương Huyền và nàng chênh lệch rất lớn, nhưng mỗi một lần đều giống như có thể biết trước thời hạn tránh né công kích, roi công kích quỷ dị, vậy mà không tạo thành một chút ảnh hưởng. Có thể làm được điểm ấy, khả năng chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều, nhưng đối phương tấn công đều điểm đến là dừng, hình như sợ đả thương đối thủ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, dùng chiêu số một mực thay đổi. Trừ thí nghiệm kiếm pháp, cân nhắc kiếm thuật, thật nghĩ không ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Tỉ thí với người cao hơn mình một đại cấp bậc, còn có tâm tư thí nghiệm kiếm pháp. Ngươi là nghiêm túc. Trương Giáp cũng nhìn ra, hai mắt trợn tròn xoe. Vị chủ nhân này thật đúng là đủ hố người, mỗi một lần không nháo ra chút sự tình, để cho người ta trợn mắt hốc mồm thì không bỏ qua. Chẳng lẽ cái này chính là khiêm tốn hắn nói? Hừ, cũng cảm nhận được mưu đồ của đối phương, sắc mặt Mính Lai Hương tái xanh. Làm người cạnh tranh thành chủ mạnh mẽ nhất, nửa năm qua một mực chiến đấu, còn là lần đầu tiên bị coi thường như vậy. Đây là một chiêu mạnh nhất của ta, Lâm Tạ và Ngọ Dương không có nắm chắc đón lấy, mới một mực không dám khiêu chiến ta, muốn triệt để vượt qua ta, liền nhìn có thể ngăn trở hay không. Mính Lai Hương hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, trường tiên hóa thành lưu tinh, bắn tới cổ của Trương Huyền. Tốc độ so với trước đó nhanh hơn gấp đôi, thời gian nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước. Thấy tốc độ roi còn nhanh hơn kiếm pháp của hắn, Trương Huyền mắt sáng rực lên. Giống như mọi người nghĩ, hắn là đang thí luyện kiếm pháp. Trước đó cân nhắc một hồi, cũng không tìm ra kiếm thuật thích hợp bản thân, biết cần ở trong chiến đấu tìm kiếm. Lúc này, thực lực đối thủ có thể sinh ra áp bức cho hắn, liền không có tìm kiếm thiếu hụt trong chiêu số, chỉ một mực mượn công kích cảm ngộ. Chiêu số mới. Thời gian chiến đấu không dài, dĩ nhiên đã lấy được không ít kinh nghiệm. Trước đó kiếm pháp không có đầu mối, lúc này tích góp tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Lúc này nhìn thấy công kích của đối phương tốc độ nhanh như vậy, biết là thật thi triển ra toàn bộ lực lượng, vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay ngoắc ngoắc một cái, trường kiếm bỗng nhiên nhảy ra, thẳng tắp bắn đi. Vù! Trước mặt xuất hiện kiếm khí hình lưới. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Chiêu này của đối phương sắc bén vô song, lại không có cách nào giấu giếm. Này! Thấy hắn thi triển ra chiêu này, Mính Lai Hương không những không có ngoài ý muốn, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh thần khẽ động hô. Roi vốn thẳng tắp đâm về phía cổ, bỗng nhiên gặp lại, trực tiếp đổi phương hướng, đánh tới lồng ngực và bụng dưới của hắn. Lần này biến chiêu, vừa nhanh vừa cay độc, hoàn toàn ngoài ý muốn, một khi bị đánh trúng, cho dù phòng ngự cực mạnh, khẳng định cũng bị trọng thương. Thoạt nhìn công kích cái cổ, thực tế mục tiêu là lồng ngực, bụng dưới. Trương Huyền hiểu được. Đối phương biến chiêu nhanh chóng, trước hắn cũng không có đề phòng, lúc này muốn ngăn cản đã không kịp. Đùng! Một tiếng vang giòn. Tề Linh Nhi vội vàng nhìn lại, muốn nhìn Trương Thiếu có bị trọng thương hay không, cả người đột nhiên ngẩn ngơ. Chỉ thấy Trương Thiếu ẩn chứa huyết mạch đế quân kia, chẳng những không có tổn thương, ngược lại trên mặt mang theo mỉm cười. Nhìn lại đối diện, Mính Lai Hương vuốt ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên đầu chảy mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc, nàng căn bản không có hiểu rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiếu gia ở thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ kiếm chiêu mới, phản kích trở. Về, hơn nữa để đối thủ trọng thương. Trương Giáp nói, nó là thiên thần cảnh hạ phẩm, tuy mới vừa rồi chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng. Vốn thiếu gia đã không có cách nào ngăn cản, ngay lúc sắp bị thương, ai biết nháy mắt đó, kiếm khí tung hoành. Không chỉ ngăn công kích ở bên ngoài, thậm chí còn phản kích trở về, để đối thủ bị thiệt lớn. Tề Linh Nhi bối rối. Lá gan thật đúng là đủ lớn, quả thực không muốn sống nữa. Phải biết, một khi lĩnh ngộ không ra, mình sẽ xong đời. Vị trí ngực là trái tim, bụng dưới là đan điền khí hải, bị công kích kịch liệt như vậy, chân khí khuấy động, làm không cẩn thận tu vi sẽ bị phế. Thì ra là thế. Bên này khiếp sợ, Trương Huyền thì cười to một tiếng. Một mực cân nhắc không ra kiếm chiêu tốt hơn, lúc này rực rỡ vui tươi, trước đó nghi hoặc và ràng buộc, toàn bộ dung hội quán thông. Di di huynh đệ tình, vị vị phó ngự lực, khởi vi xá du quan, can chàng hiếu tư khích, nguyên lai kiếm chiêu đã ẩn chứa ti công pháp ở. Bên trong, con mắt Trương Huyền sáng lên. Lĩnh ngộ bộ công pháp này, là bởi vì tiểu hoàng kê bị giết, làm huynh đệ, thú sủng, đối phương chưa hề phụ bản thân,
kiếm pháp tự nhiên cũng tuân thủ quy luật này. Xa cách chi tình, ruột gan đứt đoạn. Trong tim tồn chi kỷ, chân trời như tiếp cận. Thời điểm trường tiên của đối phương tấn công đến ngực, bụng dưới, để. Hắn ruột gan đau đớn, linh quang lập lòe, kiếm pháp đã dung hội quán thông. Một chiêu đâm ra, không chỉ ngăn đối phương tấn công, còn đánh cho đối thủ bị thương. Ta thua. Mính Lai Hương cắn răng. Không muốn nhận cũng không được, kiếm thuật của đối phương như từ. Trên trời giáng xuống, không có dấu vết mà tìm kiếm, cho dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng ngăn cản không nổi, lúc này trọng thương, còn muốn ngăn cản đã là người si nói mộng. Đi tìm Lâm Tả. Trương Huyền thản nhiên nói. Vị này nhận thua, vậy thì khiêu chiến cái khác, hai người mà thôi, tốn không quá nhiều thời gian. Trước không vội. Thấy hắn muốn rời đi, Mính Lai Hương giãy giụa đứng dậy. Ngươi có thể thắng ta, khẳng định cũng có thể vượt qua Lâm Tả và Ngọ Dương, chẳng qua sở dĩ ba người chúng ta giằng co, không cách nào xác định ai là Dạ Huy Thành thành chủ, cũng không phải nguyên nhân thực lực, mà là đều không thể luyện hóa thành chủ bia đại biểu thân phận thành chủ. Chỉ cần ngươi có thể thành công, tin tưởng không cần tỉ thí, bọn họ cũng sẽ chủ động nhận thua. Thành chủ bia. Trương Huyền nhìn qua. Dạ Huy Thành, thành chủ đời trước ở trong linh khí thủy triều chiến đấu mà chết, là thiên thần trung phẩm, sau khi chết. Linh hồn và bia đá dung hợp, muốn trở thành thành chủ chân chính, nhất định phải đạt được hắn đồng ý mới được, nếu không, ai cũng không cách nào thành công. Mà ba người chúng ta, đều không có làm được. Mính Lai Hương nói. Bia đá ở nơi nào? Trương Huyền hỏi. Nếu không cần khiêu chiến hai người, liền có thể thành công, tự nhiên không cần thiết đi qua. Ta dẫn ngươi đi, bất quá muốn đạt được công nhận rất khó. Mính Lai Hương lắc đầu. Vị trước mắt này. Dựa vào cảnh giới thần linh thượng phẩm đánh bại nàng, bất luận sức chiến đấu hay thiên phú, đều mạnh mẽ kinh người, nhưng muốn đạt được đối phương công nhận, vẫn không dễ dàng như. Vậy, bởi vì luyện hóa thành chủ bia, không liên quan gì tới tu vi, mà là có thể được thành chủ tiền nhiệm công nhận. Đối phương đã chết mấy chục năm, đến cùng làm sao mới có thể công nhận, những năm này, vô số cao thủ đều thử qua, nhưng không có người thành công. Vị trước mắt này, có lẽ giống như các nàng, không thể ngoại lệ. Rời khỏi tiểu viện, đoàn người tiến lên, một canh giờ sau, đi vào vị trí trung tâm nhất của nội thành. Ở chính giữa quảng trường đứng sừng sững một bia đá to lớn, phía trên điêu khắc không ít quy tắc và quy định của Dạ Huy Thành. Bia đá chừng cao hơn 10 mét, toàn thân lấp lóe hào quang màu xanh đen, vừa nhìn liền biết chất liệu không đơn giản. Đây là thành chủ bia. Mính Lai Hương nói. Cũng không nói chuyện, Trương Huyền đi vào trước mặt, ngón tay khẽ. Vỗ. Một quyển sách xuất hiện ở trong óc. Thanh ám ngọc điêu khắc thành, trấn áp số mệnh một thành, ẩn chứa một phần ý niệm của Dạ Vũ Thiên Thần. Khuyết điểm. Trên thư tịch tỉ mỉ ghi chép cấu tạo, lai lịch và thiếu hụt của bia đá, nhưng không ghi chú rõ làm sao luyện hóa. Quy củ trên tấm bia đá, chúng ta đều tuân thủ, không làm bất kỳ thay đổi, cũng tôn trọng ý niệm của đối phương, đáng tiếc vẫn không cách nào để cho hắn công nhận. Mính Lai Hương nói. Trương Huyền gật đầu. Lần nữa đi vào trước mặt bia đá, Minh Lý Chi Nhãn chiếu tới. Rõ ràng có thể cảm nhận được trong tấm bia đá, dường như có một cỗ ý niệm bất khuất đang sôi trào, gào thét. Lông mày nhíu chặt, tinh thần khẽ động, một giọt huyết dịch ẩn chứa ý niệm bay đi. Phần phật, ý niệm vừa tiếp xúc bia đá, nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại lao qua, tựa như muốn thôn vệ sạch sẽ. Quả nhiên có chút cổ quái. Trương Huyền sửng sốt. Vũ khí bình thường. Nếu như không cách nào luyện hóa, tinh huyết ẩn chứa ý niệm sẽ gặp phải bài xích. Nhưng thứ này, không muốn cho luyện hóa, còn không bài xích, ngược lại thôn phệ hấp thu, hoàn toàn khác biệt trước đó gặp phải. Bất quá đối với hắn mà nói, không tính là gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đang định dùng thiên đạo chi khí phá hủy ý niệm ẩn chứa bên trong, lần nữa Khải Linh, đột nhiên lông mày nhíu lại. Linh tính trong tấm bia đá hình như biết mưu đồ của hắn, cùng thanh ám ngọc hoàn mỹ dung hợp. Chỉ cần phá hoại linh tính, bia đá sẽ mất đi chống đỡ, từ đó vỡ vụn. Luyện hóa thứ này mới có thể trở thành thành chủ, trước khi luyện hóa làm bể. Nếu thực như thế, khẳng định sẽ gặp phải tất cả mọi người phỉ. Nhổ, không nói đám người Mính Lai Hương không phục, toàn bộ bách tính nội thành cũng sẽ sinh ra cảm xúc nghịch phản, còn muốn trở thành thành chủ, tuyệt đối không thể. Mạnh không được, mềm không mò ra sáo lộ của đối phương. Nên làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt Trương Huyền âm u. Hết chương 3788.
Chương 3789. Thành chủ. Thành khác cũng như vậy, cũng có thành chủ bia, thành chủ đời trước có thể ra chỉ ý niệm ở phía trên. Trương Huyền nhìn về phía Tề Linh Nhi. Nếu nàng cũng là một vị thành chủ, khẳng định trải qua loại sự tình này, có lẽ có thể biết một ít. Thành chủ bia, mỗi thành đều có, dùng để xác định quy củ, chẳng qua hầu như không có người có thể ra chỉ ý niệm ở phía trên, này bằng với Khải Linh cho bia đá, để nó biến thành pháp bảo. Về sau toàn bộ thành hội tụ nguyện lực, đều sẽ tụ về bia đá, mà đối với hắn tác dụng lại không lớn. Tề Linh Nhi giải thích. Nàng cũng rất kỳ quái. Loại sự tình này, coi như ở Hoàng Thành cũng không có nghe qua. Thành chủ bia trấn áp một thành, tương đương với pháp luật, đại biểu công chính và vô tư, lưu ý niệm bản thân ở phía trên, về sau toàn bộ. Thành trì sinh ra nguyện lực, đều tầm bổ đạo ý niệm này, thật có thể bảo đảm nghe khống chế của mình. Đừng nói ý niệm, coi như phân thân rời khỏi bản thể thời gian lâu dài, cũng không cách nào duy trì bản tâm. Như Khổng Sư ở Thượng Thương vậy. Nhân phẩm của Dạ Vũ Thiên Thần như thế nào? Không có tiếp tục luyện hóa thành chủ bia, Trương Huyền nhìn về. Phía Mính Lai Hương. Dạ Vũ Thiên Thần, chính là thành chủ đời trước, vị ở trong linh khí thủy. Triều tử vong. Ngay thẳng, công bằng, người người ca tụng. Mính Lai Hương cười khổ nói. Nguyên nhân chính là ai cũng không làm được điểm ấy, cho nên bia đá mới khó mà luyện hóa, cũng không cách nào làm cho tất cả mọi người. Tin tưởng và nghe theo, Dạ Huy Thành mới nhiều năm như vậy, không có xuất hiện thành chủ chân chính. Trương Huyền gật đầu. Khó trách. Trước đó liền suy nghĩ, nếu thành chủ có thể mượn truyền tống trận, không ít cường giả đều nguyện ý làm mới phải, vì sao tiếp cận 10 năm, thành thị lớn như vậy cũng không người thống trị, xem ra cũng không phải dễ dàng như tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như vậy, dù Mính Lai Hương tỷ thí thua mình, lại có vẻ không thèm để ý, bởi vì nàng biết, muốn trở thành thành chủ, trước phải qua bia đá, nếu không nhiều nhất giống như nàng, trở thành người dự bị. Không thể phá hủy, không thể xóa bỏ, vậy thì giống như vũ khí luyện hóa đi. Bình thường vũ khí có được linh tính của mình, người khác muốn luyện hóa, cũng cần thời gian mấy năm ở chung, mới có thể từng chút một cảm hóa, mà Trương Huyền không cần. Thân thể vụt qua. Lần nữa tới trước mặt bia đá, liên tục điểm vài cái, miệng khẽ động, truyền âm qua. Vù! Bia đá lắc lư một cái, nhưng không thần phục. Luyện hóa vũ khí, chỉ cần tìm được thiếu hụt, lấy hủy diệt linh tính làm đại giá, đối phương khẳng định thần phục, nhưng bia đá trước mắt này, hiển nhiên càng thêm kiên cường hơn vũ khí phổ thông. Bởi vì nó biết, vị trước mắt này tuyệt đối không dám phá hủy. Không đồng ý cũng không sao, người lưu tại ý niệm ở trong bia đá. Hẳn là đoán được bản thân sẽ gặp nguy hiểm, hy vọng có thể hấp thu nguyện lực của nội thành, sớm chút phục sinh. Trương Huyền khẽ mỉm cười, tiếp tục truyền âm nói. Ý tưởng rất tốt, nhưng nội thành không có thành chủ mới xuất hiện, quy tắc phá hoại hầu như không còn, nguyện lực sẽ dần dần giảm bớt, đã mấy chục năm, người thành công không? Thành công, thì sẽ không một mực đợi ở trong bia đá, khẳng định là không cách nào thành công, tương lai cũng một mực sẽ không thành công. Ta không có ham muốn gì với vị trí thành chủ, chỉ muốn mượn lệnh bài thành chủ sử dụng, dùng để tiến hành không gian truyền tống, nếu như ta làm thành chủ, có thể tiếp tục sử dụng quy củ ngươi quyết định, ý niệm của ngươi thậm chí có thể lưu lại trong đó. Có tân thành chủ, quy củ lần nữa bắt đầu sử dụng, mới có thể hấp thu nguyện lực nhiều hơn nữa. Trong thanh âm của Trương Huyền mang theo lực lượng sư ngôn thiên bẩm, ý niệm trong tấm bia đá tựa hồ nghe được hắn nói, trước đó phản kháng kịch liệt chậm chạp ổn định lại. Trước thành chủ, Trương Huyền không thèm để ý. Coi như về sau giống như Khổng Sư, cần nguyện lực, cũng tuyệt không phải một thành có thể thỏa mãn. Cho nên đối phương muốn, cho là được, không thay đổi quy củ càng tốt, bởi vì mình không rảnh phản ứng. Mau chóng làm quyết định đi, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Thành chủ có làm hay không ta không có vấn đề, cùng lắm thì phá hủy bia đá. Trương Huyền tiếp tục nói. Không có ham muốn quá lớn với quyền thế. Cũng không quan trọng đối phương uy hiếp. Cho ngươi 10 hơi thở cân nhắc. Nói xong những cái này, Trương Huyền không nhiều lời nữa, mà lui về. Sau 2 bước, chắp 2 tay sau lưng. Thế nào, có phải không cách nào luyện hóa hay không? Mính Lai Hương cười cười nói. Nhìn thấy đối phương như vậy, nàng cũng coi như an ủi. Tuy thực lực của ngươi mạnh hơn ta, thiên phú cao hơn ta, nhưng ở sự tình luyện hóa tấm bia đá. Cũng là đại ca không cười được nhị ca, không kém bao nhiêu nha. Đang muốn nhìn đối phương ăn quả đắng, chỉ thấy thanh niên nhàn nhạt đếm. 10, 9, 8,
7. Sao? Mính Lai Hương sững sờ. Ta hỏi ngươi có phải không cách nào luyện hóa hay không, đếm ngược làm cái gì? 3, 2, 1. Đang nghi hoặc, Trương Huyền đếm xong, nhìn về phía bia đá. Làm quyết định đi. Nói xong, một đạo kiếm khí tung hoành ở đầu ngón tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Cảm nhận được ý kiên quyết trong kiếm của hắn, dường như thật không đáp ứng, thực có can đảm ra tay, nó phát ra một tiếng vang lên, toàn bộ. Bia đá bất ngờ đung đưa. Cái này còn tạm được. Trương Huyền khẽ mỉm cười, máu tươi ẩn chứa ý niệm nhỏ tới, sau một khắc liền bị hấp thu vào, triệt để luyện hóa. Cái này. Mính Lai Hương ngây người. Trước đó nàng dùng không biết bao nhiêu loại phương pháp cũng không thành công, vị trước mắt này chỉ đếm ngược 10 tiếng, liền luyện hóa. Có cần đơn giản như vậy hay không? Ta đã luyện hóa bia đá, có thể làm thành chủ hay không? Cảm nhận được ý niệm của mình xuất hiện ở trên tấm bia đá, Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Tuy không cam lòng, nhưng Mính Lai Hương vẫn gật đầu. Đánh không lại đối phương, luyện hóa bia đá cũng xa xa không kịp, không thừa nhận cũng không được. Đây là một viên Mỹ Dung Đan, đưa cho ngươi, mặc dù không thể thay đổi kết cấu khung xương, nhưng để ngươi trở nên càng giống nữ tử vẫn rất dễ dàng. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, một viên thần nguyên đan hạ phẩm bay đi. Giúp ta giải quyết Lâm Tạ, Ngọ Dương, sau 2 canh giờ, ta muốn tất cả mọi người ở trong nội thành biết, ta là tân nhiệm thành chủ, vẫn tuân thủ quy củ thành chủ đời trước định ra, không thay đổi. Tuy luyện hóa bia đá, những người khác cũng sẽ đồng ý hắn làm thành chủ, nhưng vì tránh phiền phức, vẫn để Mính Lai Hương ra mặt cho thỏa đáng. Có thể tranh đoạt lâu như vậy mà không bị đào thải, khẳng định có thế. Lực và phương pháp của mình. Lợi dụng được, so với tự mình đến sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tốt. Trần chờ một chút, Mính Lai Hương gật đầu. Đối phương có thể giải quyết, để nàng hỗ trợ chỉ là vì tránh phiền phức mà thôi, đã như vậy, còn không bằng đáp ứng. Dù sao loại Mỹ Dung Đan này, có tiền mà không mua được. Đáp ứng đối phương, há miệng nuốt đan dược xuống. Ngay sau đó lấy ra gương đồng nhìn, con mắt phóng ra quang mang. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, sau khi dùng, hiệu quả nhanh chóng, dung mạo và làn da bay vọt về chất, tuy dáng người vẫn giống như nam nhân, nhưng dung mạo lại vũ mị hơn nhiều. Để đám người Trương Huyền vào phủ thành chủ trước, Mính Lai Hương ngồi thần thú phi hành cấp tốc bay ra ngoài. Không hổ là người dự bị trở thành thành chủ, không đến 2 canh giờ, tin tức triệt để truyền ra, tất cả mọi người biết một người tên Trương Huyền kế thừa chức thành chủ, cũng xác lập ra quy tắc. Tin tức truyền ra. Không đến chập tối, U Hồn Hoàng Thành liền truyền đến công hàm sắc phong và lệnh bài đại biểu thân phận thành chủ. Thành công! Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Có thứ này, liền có thể mượn truyền tống trận của nội thành, cấp tốc chạy tới U Hồn Hoàng Thành. Đây là lệnh bài 3 quận của Dạ Huy Thành. Thấy hắn nhanh như vậy đã trở thành thành chủ, Tề Linh Nhi cực kỳ kinh ngạc, nhưng không lời nào để nói. Lúc trước nàng vì đứng đầu một thành, suýt chút nữa mất cả mạng. Đối phương từ khi đi vào, đến trở thành thành chủ, ngay cả nửa ngày cũng chưa tới. Giữa người và người, thật đúng là không thể so được. Luyện hóa thứ này. Đưa lệnh bài quận chủ cho Tôn Cường và cha mẹ, Trương Huyền lần nữa nhìn tới. Tiểu Hoàng Kê và Trương Giáp đều là thú sủng của ta, cùng ta vốn là một, hẳn có thể tiếp nhận truyền tống chứ. Có thể. Tề Linh Nhi gật đầu. Thú sủng bất luận là ở danh sư đại lục, thượng thương hay thần giới. Bởi vì có linh hồn khế ước, cơ bản đều tương đương với cùng là một người. Cho nên bọn chúng có thành chủ lệnh hay không, cũng có thể hưởng thụ. Chỗ tốt của truyền tống trận. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bàn giao nói. Các ngươi tranh thủ ngày hôm nay luyện hóa lệnh bài, sáng mai chúng ta xuất phát đi U Hồn Hoàng Thành. Vừa trở thành thành chủ, rất nhiều chuyện cần an bài, làm cho tất cả mọi người đều biết bản thân tồn tại, nếu không không còn cảm giác tồn tại. Mất đi nguyện lực, liền không thể sử dụng truyền tống trận. Huống chi đám người Tôn Cường cũng không có luyện hóa lệnh bài quận chủ. Rời khỏi phủ thành chủ, Trương Huyền đi vào quảng trường phía trước, thân thể vụt qua, tới trên thành chủ bia, khoanh chân ngồi xuống. Nếu trở thành thành chủ Dạ Huy Thành, tự nhiên hy vọng cao thủ trong thành càng ngày càng nhiều, sau 2 canh giờ, ta ở đây giảng bài, chỉ. Điểm nghi hoặc trong tu luyện của các vị. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Âm thanh vang vọng 4 phía. Mặc dù không biết nguyện lực đến cùng có ích lợi gì, nhưng có thể để cho người khác ghi nhớ, khiến người khác cảm thấy ân huệ, liền có thể liên tục không ngừng đạt được.
Mà đối với hắn mà nói, giảng bài, tuyệt đối là phương pháp mau lẹ nhất, thuận tiện nhất. Giống như Khổng Sư xây dựng danh sư đường, truyền đạo học nghệ. Giải thích nghi hoặc, đồng thời truyền thụ tư tưởng của mình, mới có thể. Truyền thừa trăm đời mà không suy. Như danh sư đại lục, danh tiếng Khổng Sư vạn cổ bất diệt. Thành chủ tự mình giảng bài, tin tức như thủy triều lan truyền, không đến hai canh giờ, trên quảng trường hội tụ không dưới trăm vạn tu luyện giả. Nhìn thấy tới nhiều như vậy, Trương Huyền khẽ mỉm cười, sư ngôn thiên bẩm vang vọng toàn bộ quảng trường. Tu luyện, ở chỗ tâm, ở chỗ thần, ở chỗ hồn phách. Âm thanh như thủy triều, như gió xuân, ấm áp nhân tâm. Đám người nghe như si như say. Trước đó còn cảm thấy tại sao Mính Lai Hương lại đột nhiên khuất phục một thanh niên chừng 20 tuổi, thậm chí cảnh cáo nhóm người mình không được tranh chấp, Ngọ Dương tự mình tới nghe tiết khóa, đã triệt để bái phục. Khó trách có thể trở thành thành chủ, không nói cái khác, chỉ nói lý giải tu luyện, liền cao minh hơn bọn hắn rất nhiều. Từ nông tới sâu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, có thể đoán được, nhiều người Dạ Huy Thành nghe giảng bài như vậy, tu vi tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thành thị về sau nhất định có phát triển kinh người. Hết chương 3789. Chương 3790. Lấm Tạ. Dạ Huy Thành, tam đại gia tộc, Lâm, Điền, Triệu. Bởi vì Lâm gia xuất hiện Lâm Tạ, nên ghi tên thứ nhất, còn Điền gia gia chủ mặc dù không bằng vị này, nhưng tu vi cũng đạt tới thiên thần hạ. Phẩm đỉnh phong, một đôi tử mẫu kiếm uy lực vô tận, để cho người ta kiêng kỵ. Còn Triệu gia, thực lực yếu nhất. Bất luận nhân tài dự trữ hay gia chủ, đều kém xa hai cái trước, có thể đứng hàng tam đại gia tộc, là bởi vì khống chế toàn bộ thương hội thành thị, tiền bạc vô số. Lâm Phủ. Lâm Tạ, thực lực ngươi mạnh như vậy, không hề yếu hơn Mính Lai Hương, tại sao phải nghe nàng nói, từ bỏ chức thành chủ. Ngươi không phải một người, sau lưng còn có cả gia tộc. Nhìn trung niên trước mắt, Lâm gia chủ chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Lâm Tạ là thiên tài nổi danh nhất Lâm gia. Cũng là người tu vi mạnh nhất, vốn cho rằng có thể cầm xuống chức thành chủ, để gia tộc càng ngày càng huy hoàng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái trình rào kim, vị trí bị một tiểu gia hỏa không biết tên cướp đi. Bị cướp đi, vậy thì nghĩ biện pháp đoạt lại, vị trước mắt này không những không đi khiêu chiến, còn trực tiếp thừa nhận đối phương. Để hắn càng nghĩ càng thấy tức giận và buồn bực. Cơ hội để Lâm ra một bước lên trời, lại bị chôn vùi như vậy. Mính Lai Hương không phải đối thủ, ta cũng không phải, hơn nữa hắn còn luyện hóa thành chủ bia, đi tự rước lấy nhục, bị mất mặt, còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Lâm Tạ lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Được rồi, ta muốn tu luyện, không có việc gì, không được tìm ta. Nói xong, thân thể đi về phòng, còn chưa đi xa, chỉ thấy quản gia vội vã đi vào, ôm quyền khom người. Gia chủ, Lâm Tạ thiếu gia. Lâm gia chủ đứng chắp tay. Vị thành chủ tân nhiệm kia báo tin nội thành, công khai giảng bài. Hiện tại đã bắt đầu giảng bài, không ít người đi nghe, gia tộc bọn ta có nên phái người tới không? Quản gia nói. Phái người, tên này vừa mới cướp đi chức thành chủ thuộc về Lâm gia chúng ta, không có đi qua làm loạn là tốt lắm rồi, nghe giảng bài, nằm mơ. Làm sao, còn muốn để người của Lâm gia chúng ta làm học sinh của hắn sao? Lâm gia chủ vung tay. Cái này... Quản gia trần chờ một chút nói. Người nghe giảng bài báo lại, vị tân nhiệm thành chủ này giảng bài rất tốt, để không ít người được lợi rất nhiều. Được lợi rất nhiều, mê hoặc, thu mua nhân tâm mà thôi. Lâm gia chủ phất tay. Được rồi, cảnh cáo tộc nhân, ai cũng không được phép nghe giảng bài, không nhận ân huệ của hắn. Nếu như làm trái, từ bỏ hộ tịch, vĩnh viễn không cho phép bước vào gia tộc nửa bước. Vâng, thấy gia chủ làm ra quyết định. Đành phải nuốt lại lời muốn nói, quản gia bất đắc dĩ đi ra ngoài truyền mệnh lệnh. Lâm Tạ, người nghe được chưa, tên này vừa thành thành chủ, liền thi triển ơn huệ nhỏ, chờ hắn triệt để củng cố, toàn bộ Dạ Huy Thành còn không triệt để rơi vào trong khống chế. Ngươi không phải muốn tu luyện sao? Hiện tại ta để bát đại trưởng lão cùng một chỗ tới, mượn trận. Pháp thần bí nhất gia tộc giúp ngươi tăng cao tu vi. Nhất định phải đoạt lại chức thành chủ. Lâm gia chủ nghiến răng. Cái này. Làm sao có thể, mượn trận pháp tăng lên, sẽ để cho 8 vị. Trưởng lão bị tổn thương rất nặng, thậm chí tuổi thọ cũng tổn thương. Lâm Tạ sững sờ. Lâm gia có một loại bí pháp, có thể tụ lại lực lượng của người khác, để. Người được lợi, trong thời gian ngắn tu vi tăng lên một phần, bởi vì tăng lên không tính quá cao,
lại tổn hại cực lớn, nên hầu như không sử dụng qua. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, hiện tại gia chủ lại muốn dùng. Không cần nói, chỉ cần ngươi thành chủ, tổn thất lớn hơn nữa cũng có thể bù đắp, bây giờ ngươi chỉ cần làm một chuyện, hảo hảo điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiếp nhận lực lượng của bát đại trưởng lão. Lâm gia chủ phất tay ngắt lời hắn, truyền xuống mệnh lệnh. Rất nhanh, trưởng lão thiên thần hạ phẩm xuất hiện ở trong phòng, bày trận, truyền tống lực lượng, chơi đùa 4 canh giờ. Ầm ầm, trong cơ thể sôi trào, Lâm Tạ chỉ cảm thấy khí tức cả người như rồng như dao, có bay vọt cực lớn. Vội vàng đứng dậy, trong đan điền âm thanh bùng nổ vang lên, trước đó tu vi một mực cầm cố lại, thời gian nháy mắt có đột phá. Nửa bước thiên thần thượng phẩm. Tuy không có triệt để đi đến thiên thần thượng phẩm, lại chỉ còn nửa bước, bất luận sức chiến đấu hay ý thức, đều có tăng lên cực lớn. Có loại thực lực này, lo gì không chiếm được chức thành chủ. Nắm đấm siết chặt, Lâm Tạ thở ra một hơi, con mắt sáng lên. Trước đó hắn và Mính Lai Hương chiến đấu, thắng bại 5 năm, mà giờ. Khắc này, dùng bí pháp hấp thu lực lượng của 8 vị trưởng lão, sức chiến đấu so với trước đó cao đâu chỉ gấp đôi. Lại tranh đoạt thành chủ mà nói, tuyệt đối có thể một lần thành công. Đa tạ chư vị. Nhìn về phía 8 vị trưởng lão ngồi dưới đất, sinh cơ đã không sai biệt lắm hao hết, Lâm Tạ gật đầu, tràn đầy biết ơn. Thi triển bí pháp, tương đương với dùng tu vi 8 người giúp mình tăng lên. Thoáng cái mất đi 8 vị cao thủ, đổi lại thời điểm rằng co trước đó, ai cũng không nỡ lòng bỏ, mà bây giờ thế cuộc phát sinh thay đổi, lại không ra tay, đối phương triệt để trưởng khống dân tâm, còn muốn giành lấy liền khó khăn. Chỉ cần hắn thành chủ, tất cả tổn thất đều sẽ nhận được bù đắp. Không cần phải nói nhiều như vậy, đi cướp chức thành chủ về, cho dù chúng ta chết, cũng đáng. Một vị trưởng lão râu trắng như tuyết huệ oải nói. Đi thôi, chức thành chủ, nhất định là của Lâm gia chúng ta. Lại một vị trưởng lão nói. Được. Lâm Tạ gật đầu, tích xúc lực lượng, vừa định đi ra ngoài, chỉ thấy quản gia lần nữa vội vã đi vào. Bẩm báo gia chủ, Lâm Tạ thiếu gia, tán tu Ngọ Dương, Điền gia gia chủ Điền Phi, Triệu gia chủ Triệu Mạnh, mang theo một đám hậu bối đến đây thăm hỏi. Thăm hỏi, lúc này tới thăm hỏi cái gì? Gia chủ cùng Lâm Tạ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt từng người lộ ra nghi hoặc. Bình thường tuy tam đại gia tộc có kết giao, lại từng người cảnh giác, hơn nửa đêm chạy tới làm gì? Cho mời. Tuy kỳ lạ, nhưng vẫn vẫy tay. Rất nhanh, mọi người đi tới gian phòng. Gặp qua Lâm gia chủ, Lâm Tạ thiếu gia. Mọi người ôm quyền. Không biết chư vị đêm khuya tới Lâm gia ta, là vì chuyện gì? Lâm gia chủ nghi ngờ nhìn qua. Chúng ta vừa nghe thành chủ giảng bài, không thấy người của Lâm gia đi qua nghe giảng bài, cố ý tới hỏi một chút. Điền Phi gia chủ cười cười. Nghe giảng bài, Lâm gia ta đường đường Dạ Huy thành đệ nhất gia tộc, cao thủ như thế nào không có, đi nghe một tiểu tử miệng còn hôi sữa giảng bài. Lâm gia chủ sầm mặt lại. Nói đùa cái gì? Lâm gia chủ, chúng ta tới, là cảm thấy gia tộc các ngươi không có người nghe giảng bài, cố ý ghi chép lại nội dung chia sẻ các ngươi. Không muốn nghe thì thôi, cần gì làm nhục lão sư của ta. Điền Phi gia chủ sầm mặt lại. Nghe giảng 2 canh giờ, ở sâu trong nội tâm, đã coi thanh niên kia là lão sư của mình. Lão sư của ngươi, ha ha, coi như hắn là tân thành chủ, cũng không cần nịnh bợ như vậy chứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí này của hắn sẽ lập tức mất đi, trở thành chủ đoàn mệnh nhất trong lịch sử U. Hồn thiên, Lâm gia chủ cười lạnh. Lập tức mất đi. Ngươi muốn đoạt quyền. Điền Phi gia chủ sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Tạ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai tu vi vừa mới đột phá, khó trách nói như vậy. Nếu Lâm Tạ huynh đột phá, đến nửa bước thiên thần thượng phẩm, không bằng chúng ta lại tỉ thí một trận được không? Một bên Ngọ Dương một mực không lên tiếng, lúc này đánh gãy Điền Phi gia chủ, tiến về phía trước một bước. Hai người cạnh tranh thành chủ hơn nửa năm, giao thủ qua không dưới 5 lần. Đối với tu vi của mình biết rất nhiều. Vui lòng tiếp. Lâm Tạ khẽ mỉm cười. Vừa đột phá, đang muốn lập uy, đối phương liền xông lại, không còn gì tốt hơn. Hô! Thân ảnh vụt qua, 5 ngón tay mở ra, một quyền đánh tới. Lập uy, tự nhiên phải đánh ra uy phong và khí thế. Vừa ra tay liền thi triển lực lượng cường đại nhất, không có lưu hậu chiêu. Đùng! Người còn chưa tới trước mặt đối phương. Đột nhiên cảm thấy trên mặt tê dần, toàn thân không tự chủ được quay một vòng.
vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Ngọ Dương trước đó cùng hắn đấu khó phân thắng bại, một tay quất vào trên mặt mình, như dạy dỗ vãn bối. Ngươi! Đồng tử Lâm Tả co rút lại, nghiến răng lần nữa vọt tới. Ba ba ba! Liên tục ba tát, cả người xoay tầm vài vòng, thân thể mềm nhũn ngồi ngay đó, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thực lực của ngươi! Thực lực của đối phương vẫn là thần linh trung phẩm, còn không có đột phá, nhưng vì sao sức chiến đấu mạnh như vậy? Bản thân đường đường nửa bước thần linh thượng phẩm, bị tùy tiện tát bạt tai, ngay cả lực lượng trở tay cũng không có. Lâm Tạ, trước đó ta một mực coi ngươi là đối thủ, hiện tại xem ra, ngươi không xứng. Ở trên cao nhìn xuống, Ngọ Dương nhàn nhạt nói. Còn nữa, về sau còn dám nói xấu thành chủ nửa câu, cẩn thận ta lấy mạng ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi. Cái này, Lâm Tạ sắp điên rồi. Vừa mới đột phá, vốn cho rằng có thể tung hoành Dạ Huy Thành, không người có thể ngăn cản, nằm mộng cũng nghĩ không ra, bị gia hỏa cùng hắn chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần tát tai. Làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hôm qua bọn họ vẫn còn so một lần a hát. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta cũng cáo từ, Lâm gia chủ, nhớ, nếu ta nghe được ngươi nhục mạ thành chủ, nhất định giết cả nhà Lâm thị ngươi. Điền Phi gia chủ cũng đứng dậy. Không vội đi. Thấy Điền gia chủ chỉ có thiên thần hạ phẩm đỉnh phong cũng lớn lối như thế, Lâm Tạ suýt chút nữa nổ tung, đột nhiên đứng dậy, tiến về phía trước một bước, nắm đấm đập xuống. Đánh không lại Ngọ Dương, đối phó gia hỏa trước đó hoàn toàn không phải đối thủ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Ba ba ba. Đồng dạng, nắm đấm chưa tới người đối phương, lần nữa bị tát mấy bạt tai, té ngã trên đất. Lâm Tạ triệt để bối rối. Hắn là vừa đột phá a hát. Làm sao ngay cả một thiên thần hạ phẩm cũng có thể đánh người. Hô! Đang buồn bực, chỉ thấy Triệu gia gia chủ Triệu Mạnh đi vào trước mặt. Dám nói xấu lão sư ta, tự tìm cái chết. Nói xong đạp qua một cước. Vừa định né tránh, Lâm Tạ mới phát hiện, tất cả đường lui đều bị phong kín. Bành! Khuôn mặt đỏ lên, bị một cước đạp trúng đầu, bay ra hơn 10 thước. Ta cũng không phải đối thủ. Không nghĩ tới. Ngay cả Triệu Mạnh tu vi yếu nhất, bình thường nhìn cũng không nhìn, cũng có thể một cước đạp bay hắn, đá hắn không hề có lực hoàn thủ, Lâm Tạ triệt để điên rồi. Hắn không phải tiêu phí vô số đại giới mới tiến bộ sao? Làm sao cảm giác, những người khác tiến bộ càng nhanh? Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì không? Hết chương 3790. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.